Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Ken Học Toán VN. Hôm nay thì anh tiếp tục review cho các bạn một cái đề nữa ha, một cái đề mới của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội lần 3 2019 các bạn. Đề này thì anh xem qua rồi, anh vẫn đã check, anh thấy khá là ok. Nó có những câu khá là hay, không phải quá khó, quá vận dụng cao theo kiểu là khó khăn cho các bạn, mà nó có những câu hay các bạn ha. Chúng ta sẽ review cái đề này. Rồi, đi vào chúng ta giải luôn ha. Mọi người giải rồi thì mọi người comment đáp án bên dưới cho anh nhé. Đầu tiên, ta vào câu thứ nhất. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, hôm nay các bạn cũng phải cố gắng ta vững kiến thức đi chút xíu ha. Rồi, câu thứ nhất cho chúng ta cái hình chóp SABCD, đáy là tam giác đều, hai mặt bên là đều vuông góc với đáy hết. Cho nên là các bạn vẽ cái đường cao của nó chính là giao tuyến của hai mặt bên á, nó sẽ như thế này các bạn ha. Đó, đây là cái đường cao nè. Đáy của ta là tam giác. Và anh vẽ ra như thế này. Dễ thôi, bạn phát họa thôi là được rồi, không cần phải vẽ cho nó đẹp. A B C. Tại vì hai mặt bên của mình là mặt XAB và mặt XAC nó cùng vuông góc với đáy, cho nên giao tuyến của nó sẽ vuông góc với mặt đáy, là cạnh này là cạnh XA sẽ vuông góc. Thì thôi, cái cách nó hỏi khác đi chút xíu thôi chứ không có gì hết. Cho chúng ta ABCD là tam giác, ABC là tam giác đều cạnh A, nghĩa là đáy của mình là A rồi. Vậy nó sẽ là A bình căn 3 chia 4 đúng không các bạn? Diện tích đáy á là A bình căn 3 chia cho 4. Rồi XB của anh là bằng A căn 3, là cạnh này là A căn 3. Được chưa? Cho chúng ta gì nữa? À, hết rồi, dự kiện xong rồi. Cạnh này là bằng A đúng không? AB bằng A, XB bằng A căn 3, vậy chúng ta tìm được XA không? Pythagore nó sẽ tìm được XA ha. XA tính nhanh xíu ha, căn của 3A bình mà trừ cho A bình là 3 bình trừ A bình còn 2A bình, 2A bình, ok ha, là A căn 2. Nhanh các bạn ha. XA bằng A căn 2 có diện tích rồi, công thức sẽ là 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao là A căn 2. Easy ha. A mũ 3 căn 6 chia cho 12. Được chưa? Đáp án của anh là câu nào? Câu B. Câu số 2 cho chúng ta cái hàm số fx thỏa mãn f0 là bằng 1, f phải liên tục và f phải tích phân của f phải là bằng này giá trị của f3, thì chẳng qua nó hỏi chúng ta ý nghĩa tích phân thôi. Tích phân từ 0 tới 3 thì chúng ta lấy ra ngoài sẽ là gì các bạn? Nguyên hàm của f phải chính là fx, cho nên lấy ra sẽ nó sẽ là f3 mà trừ cho f0 bằng 9. Đúng chưa? Vậy f3 trừ f0 bằng 9 chúng ta chuyển qua, người ta đang hỏi f3 và chúng ta chuyển f0 này qua là 9 cộng f0, f0 bằng 1 và đáp án của chúng ta 9 cộng 1 là bằng 10. Được không? Rồi anh nhắc lại là cách dạy của anh nên hướng tới tất cả các đối tượng học, cho dù các bạn học với mục đích là để tốt nghiệp thôi, tại vì môn toán hình như là bắt buộc đúng không? Hoặc các bạn học với mục tiêu là 8 điểm, 9 điểm để các bạn vào đại học thì cũng anh đều hướng tới hết. Cho nên những bạn nào mà học yếu á, ví dụ như câu vừa rồi anh giải mà cũng không hiểu tại sao chỗ này là F, tại sao nguyên hàm cái này là F, có nghĩa là kiến thức mình rất là tệ. Không sao cả, các bạn cứ mạnh dạn các bạn comment bên dưới cho anh để anh biết và anh giải thích cho các bạn. Được không? Chứ đừng có nghĩ là nó khó quá bỏ qua hay như thế nào. Còn những bạn nào mà đã học môn toán để chúng ta thi đại học thì chắc chắn những câu này nó dễ, anh không nói rồi. Anh thì hình hướng tới tất cả các bạn luôn. Rồi, cho chúng ta câu 3, AB là hai số dương tùy ý ha. Khi đó này nó hỏi công thức chúng ta tách ra thôi. Logarit của tổng thì nó là tổng của các logarit. Vậy chúng ta tách ra ngoài sẽ là log neighbor của A cộng cho log neighbor của tổng thì tách thành gì các bạn? Chúng ta tách đố các bạn. Câu này chúng ta tách như thế nào? Theo các bạn hiện tách như nào, đừng có để ý tổng này là thành tổng các logarit nha, không có nha. Đừng có bằng logarit cơ số A cộng logarit cơ số của AB ha. Mà chúng ta để ý như này nè, log này anh sẽ đặt số A làm nhân tử chung thì trong này còn 1 cộng B nè. Để nó đưa về tích, tại vì chúng ta chỉ có công thức tích với thương thôi. Tích thì chúng ta tách ra ngoài sẽ là log neighbor của A cộng log neighbor của 1 cộng B, cho nên đáp án của anh là câu B, được chưa? Rồi, họ nguyên hàm câu số 4 của cái hàm số này 1 chia cho 2x cộng 3 thì chúng ta lấy nguyên hàm lên là log neighbor. Nhưng mà đây có là ax cho nên là 1 chia a log neighbor của x cộng b. Vậy đáp án của chúng ta là câu D. Câu 5 các bạn. Bắt phương trình chúng ta cho dạy tập nghiệm AB giá trị b trừ a là bao nhiêu. Vậy chúng ta để ý nè, cơ số của chúng ta này chúng ta phải đưa về cùng cơ số. 1 phần 8 chính là 1 phần 2 tất cả mũ mấy? Mũ 3. Đúng không? Cùng cơ số mà cơ số của anh lớn hơn 0, nhỏ hơn 1. Cho nên anh hay nói với học sinh của anh là nó ngược chiều. Thằng này lớn hơn này sẽ tương ứng với gì các bạn? X bình trừ 2x của anh phải nhỏ hơn 3, tức là trừ 3 phải
phải nhỏ hơn 0. Được chưa? Mà chúng ta thấy nè, a cộng b cộng c bằng 0 nè, thấy bắt phương trình chưa? A trừ b cộng c bằng 0, vậy anh có một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng trừ c chia a chính là bằng 3. Dấu bắt phương trình mang dấu âm, hệ số a mang dấu dương, vậy là ngược dấu là nằm trong, hay nói cách khác cái nghiệm của anh là chạy từ trừ 1 cho đến 3 đó. Vậy nó lấy b mà trừ a tức là 3 trừ cho trừ 1, tức là 3 cộng 1 là bằng 4, câu 5 của anh là câu A. Anh không xài một cái máy tính gì trong này hết trơn các bạn ha. Vậy là chúng ta hiểu, chúng ta làm được. Câu số 6, cho chúng ta cái hệ tục tọa độ gì giấy có đường thẳng rồi, phương trình nào là phương trình tham số của nó thì chúng ta chuyển qua ha. Chúng ta giả sử chúng ta cho thằng này bằng t đi chẳng hạn, thì chúng ta chuyển qua chúng ta được câu C là câu đúng, đúng không các bạn? X sẽ bằng 1 cộng t nè, y sẽ bằng 2, chúng ta chuyển qua bên kia sẽ là 2 trừ cho 2 trừ cho 2t nè, thằng này chuyển qua sẽ là trừ 2 cộng 3t, vậy câu C là đáp ứng của anh. Câu 7 hơi nhanh chút xíu nhé. Tìm số phức liên hợp của số phức sau thì chúng ta làm máy tính cũng được, không có gì hết. Này, số phức nó xác định mode 2 ha, chuyển qua máy tính. Rồi các bạn, y đâu rồi? Đây, y mở ngoặc 3y cộng 1. Thật ra anh thì làm quen rồi, anh nhìn vô thì cũng thấy đáp án. 3y cộng 1 ha, bằng ha, số phức liên hợp của nó là số phức nào các bạn? À, dễ dàng ta chọn số phức liên hợp là câu D là trừ 3 trừ cho y ha. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và song song với trục của x và vuông góc với lại mặt phẳng này. Nhìn thì có vẻ nó ghê đúng không? Nó song song với trục của x và nó vuông góc với mặt phẳng này. Đó. Đây, cái phương trình anh cần viết là như thế này các bạn, nó song song với trục của x mà nó vuông góc với cái mặt phẳng trên này. Mặt phẳng trên này nó có một vector pháp tuyến n vậy. Dưới này trục của x nhá, trục của x ví dụ anh vẽ như thế này cho dễ hình dung ha. Trục của x của anh ví dụ như nó đi hướng song song, hướng vô vậy thì nó cũng song song với trục của x, cho nên nó nhận một vector chỉ phương của trục của x nữa. Được chưa? Nó song song luôn. Vậy thì cái vector pháp tuyến của cái mặt phẳng cần tìm là mặt phẳng này này, có phải nó hướng vuông góc vậy không? Thì nó sẽ là tích có hướng của vector n1 và vector chỉ phương của trục của x. Mà vector chỉ phương của trục của x chính là vector y có tọa độ là 1 0 0 0. Còn vector pháp tuyến của thằng này là một mấy? 1 2 2 1 2 2. Vậy chúng ta tích có hướng nó lại các bạn. Tích có hướng nó lại sẽ là ra thằng này sẽ là 0 nè, 2 nè, 2, đúng không? Rồi, các bạn ra 0, 2, 2 thì viết phương trình mặt phẳng đi qua sẽ là 0 nhân cho x trừ x 0 là x trừ 0 luôn nè. Cộng cho 2 nhân cho y trừ y 0 tức là y trừ cho trừ 1 là cộng 1 nè. Tiếp tục thằng này sẽ là cộng cho 2 nhân cho y trừ 2. Vậy phương trình của anh sẽ là số 0 nó mất đi, nó chỉ còn 2y. À, chỗ này z mọi người nhé. 2y cộng 2z ha. Bên đây nhân vô là 2, đây nhân vô là trừ 4. Trừ 4 với 2 là ra còn trừ 2. Vậy đáp án của anh rút gọn cái số 2 đi, anh sẽ ra y cộng z trừ 1 đúng không? Là câu B. Câu số 9, cho số phức chúng ta hỏi phần ảo. Phần ảo là cái phần mà dính với lại y này này, mà nhớ mang cái dấu nó theo nha. Rồi, nhớ cho anh á. Rồi câu 9 là câu A. Vậy chứ cũng có nhiều đứa làm sai đó chứ, đừng có đùa. Có nhiều đứa chọn trừ 8y ha. Không phải, phần ảo là phần đứng trước cái y đó. 9A. Câu 10 các bạn, cho anh hàm số như thế này, hỏi đồ thị có điểm cực đại là thì chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta y phải ra chúng ta thấy liền thôi chứ có gì đâu. Đồ thị có điểm cực đại là, điểm cực đại đó là nó hỏi x nữa y thôi luôn. Y phải của anh sẽ là 3x bình phương trừ cho 6x, đúng không? Y phải bằng 0, các bạn dễ dàng ra hai nghiệm, một nghiệm bằng mấy? À, một nghiệm x bằng 0, một nghiệm x bằng 2, đúng không? Nhanh ha, phương trình tích thôi. X bằng 0 thế qua đây y sẽ bằng 2 nè. X bằng 2 các bạn thế qua đây y sẽ bằng trừ 2 nè. Vậy theo các bạn điểm cực đại là điểm nào? Điểm cực đại là điểm này thôi. X bằng 0, y bằng 2. Cực đại thì giá trị y của nó phải lớn hơn cái điểm kia. Hàm bậc 3 thì chỉ có điểm cực đại và cực tiểu thôi. Chứ đừng có lập bản biến thiên chi tốn thời gian ha. Chúng ta thấy cái thằng này là 2, này trừ 2, 2 lớn hơn, tức là cực đại lớn hơn cực tiểu mà. Và chúng ta lấy điểm màu mà có y bằng 2 và x bằng 0, vậy đáp án của anh là câu C. Không cần biến thiên gì hết ha. Rồi câu 11 ha. Đường cong bên đồ thị cho đó là của cái thằng nào nằm bên dưới bốn đáp án nha. Sau đây ta nhìn thấy đường cong này là bậc 3, chúng ta mạnh dạn ta loại ngay câu A. Được chưa các bạn? Thấy x tiến về dương vô cùng, tức là x càng lớn thì y nó càng đi lên, cho nên hệ số A của nó sẽ dương. Cho nên chúng ta loại câu này và loại câu này, đáp án của anh sẽ là câu D. Được chưa? Rất là nhanh ha. Câu số 12, cho anh điểm A có mặt phẳng P mặt phẳng Q rồi, phương trình đường thẳng đi của A và song song với cả hai mặt phẳng các bạn. Song song với cả hai mặt phẳng ha. Phương trình đường thẳng rồi, anh viết là cái mặt phẳng vậy. Đó.
song song với mặt phẳng này, song song với mặt phẳng kia. Rồi, đi qua điểm có rồi. Bây giờ chúng ta cần tìm cái gì các bạn? Chúng ta cần tìm cái vectơ chỉ phương của đường thẳng đó là xong. Chính vì nó song song với hai mặt phẳng này, trên mặt phẳng này anh sẽ có vectơ chỉ phương là N1. Trên mặt phẳng này anh có vectơ chỉ phương là N2. Còn vectơ vectơ pháp tuyến là N1 và N2, còn vectơ chỉ phương của thằng này nó sẽ hướng vậy. Cho nên nó sẽ là tích có hướng của N1 và N2. Vậy thôi. Easy ha. Tích có hướng của N1, N1 các bạn là bao nhiêu? Là 2 2 1, đúng không? Từ thằng này nè, N2 của anh sẽ là 2 - 1 2 - 1 2. Tích có hướng lại các bạn là ra bao nhiêu? Trang này lấy này, trường này nhân này, trường này là ra 5. Bạn bấm máy tính cũng được ha, anh thì anh hay nhẩm. Trang này lấy này nhân là 2 2, sẽ là -2. Còn lại tre cột này nhân là -3, -3 mà -4 nữa, -2 mà -4 nữa là -6. Vậy là thằng này được chưa? Phương trình của anh sẽ là ở dưới sẽ là 5 - 2 - 6, đúng không các bạn? Vậy dễ dàng các bạn coi cái điểm đi qua chúng ta là 1 2 3, cho nên đáp án của anh là câu D. Chúng ta đang viết dạng phương trình chính tắc. Câu tiếp theo, câu 13, liên quan đến một cái câu về cấp số cộng, nó hỏi chắc chắn ha, cho chúng ta U1, cho chúng ta D, nó hỏi các bạn đề nào dưới đây là đúng. Thì các bạn check, các bạn sẽ thấy câu B này, U13 các bạn tính là bằng bao nhiêu? U13 sẽ bằng U1 cộng cho N-1 nhân với D các bạn, đúng không? U13 đâu rồi? Đây. Thì cộng cho N-1 nhân D hay nói cách khác nó sẽ bằng 12 nhân D thôi. U13 thì sẽ xếp hạng đầu là U1 cộng cho 12 nhân D. D của anh là bằng 3, 12 nhân 3 là anh ra 36, 36 mà trừ cho 5 và anh được 31 ha. Cho nên câu B là nó đúng. Câu số 14 các bạn, trong không gian ối dz cho chúng ta hai điểm AB, phương trình mặt cầu có đường kính AB là, rất hay hỏi ha. Thì nó sẽ đi qua trung điểm của AB, lấy tâm là tâm mặt cầu là trung điểm của AB, các bạn lấy này cộng lại chia 2, một này cộng một là 0, chia 2 là được 0. Cho nên là cái tâm phần x bằng 0, ta chỉ cần nhiêu đó là ta loại được câu B với loại được câu A rồi. Còn câu là câu C với câu D, ta quan sát nhanh ta thấy chỉ khác nhau cái bán kính thôi. Vậy bán kính của mặt cầu chính là AB chia 2. AB chính là căn của thằng này trường này là 0 rồi, bỏ ha. 4 - 2 là còn 2, bình lên nó sẽ là 4 nè. 1 mà trừ cho 3 là ra -2, bình lên là 4 nữa. Vậy 4 cộng 4 là ra 8, căn 8. Đúng không? Căn 8 là AB, nhưng mà các bạn phải làm gì? Chia 2 xuống. Chia 2 xuống rồi sau đó cái vế bên phải của mình là ra là R rồi nè. Mà R của mình phải bình lên nữa đúng không? Bình lên nữa. Vậy bình lên nữa nó sẽ là 8, dưới này là 4. 8 chia ủa, anh nhầm hả? Ừ, anh nhầm các bạn ha. Hồi nãy anh lấy -1 - 1 mà anh cho bằng 0 là sai ha. -1 - 1 là ra bằng 2. Ra bằng -2, sau đó bình phương lên chỗ này còn 4 nữa chứ đúng không? Sorry mọi người, nãy lấy này nè, trên tưởng là cộng cho nên nó bằng 0. Vậy chỗ này là ra căn 12 các bạn ha. Căn 12, chỗ này là căn 12 nè. Đó. Vậy bình lên anh sẽ ra là bao nhiêu các bạn? 12 chia 4 là được 3, tức là vế R bình của anh là bằng 3 đó. Cho nên đáp án của anh là câu C. Sorry mọi người nha. Câu số 15, số giao điểm của hai đường cong các bạn ha. Đề này khá là giống với cái đề minh họa các bạn ha. Cách ra đề nó cái dạng vậy ha. Cho hai thằng này thì hỏi có bao nhiêu đường giao điểm, thì các bạn chỉ cần lập phương trình hành độ giao điểm của nó, ta có bao nhiêu nghiệm thì nó có bấy nhiêu điểm thôi. Thì x cộng 2 của anh sẽ bằng gì? X mũ 3 cộng 2. Nó số 2 với số 2 này nó mất, ta chuyển vế của ông sẽ được là x đặt nhân tử chung sẽ còn 1 - x bình bằng 0. Máy nghiệm các bạn. À, 3 nghiệm ha. 1 nghiệm x bằng 0 và 1 - x bình bằng 0, thì anh có 1 nghiệm bằng 1 và 1 nghiệm bằng -1 nữa. Cho nên đáp án của anh là câu C. Câu số 16. Cho chúng ta tính chiều cao của một cái hình trụ, biết rằng chiều cao h nó bằng bán kính đáy và thể tích của hình trụ nó thì bằng 8. Thôi, không có gì hết. Thể tích bằng 8π, thì 8π là bằng gì các bạn? Hình trụ mà. Thì thể tích của chúng ta là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, nó sẽ là πr bình phương nhân với h. Đúng không? Mà trong bài này h là bằng r rồi. Vậy nó cần là cần tính h, cho nên anh sẽ đưa cái r theo h. Vậy sẽ là π nè, r cũng bằng h luôn, cho nên là h bình phương nhân h nè, chính là π nè nhân h mũ 3 nè. Đúng chưa? B với B chúng ta triệt tiêu đi, còn 8 bằng H mũ 3, vậy H bằng mấy? H bằng 2. Được chưa? Câu 17 này, cho chúng ta cái phương trình số phức có hai nghiệm z1 z2, giá trị của thằng này mô đun của z1 cộng z2. Đây là số phức mà chúng ta thấy phương trình bậc 2 xác định, chúng ta bấm mode 5 nè, 1 chúng ta 53. Chúng ta giải bình thường ha. 1 bằng 2 bằng 10 bằng shift store lưu vào biến A. Nghiệm thứ nhất.
chuyển qua nghiệm thứ hai, shift store lưu vào biến B. Ok chưa? Bấm mode 2 chuyển qua số phức, shift IPS để chuyển qua module. Rồi Z1 trừ Z2 chính là A trừ B của chúng ta đó các bạn. A nè, trừ nè, B nè. Rồi, đáp án của anh bằng 6, được chưa? Câu C. Tiếp tục qua câu 18. Đó, những câu nào mà bấm máy tính thì anh hướng dẫn rất rõ ràng cho mọi người rồi. Cho hàm số Fx có đạo hàm F' như thế này các bạn. X trừ 1 tất cả bình nhân với X trừ 3, cái dạng phương trình tích. Hỏi phát biểu nào sau đây là đúng. Hàm số có 1 điểm cực đại các bạn. Câu nào là đúng các bạn? Chúng ta quan sát, chúng ta để hỏi câu nào sau đây là đúng thì chúng ta nên đi loại bỏ đáp án đi. Ví dụ câu D này, hàm số có đúng 1 điểm cực trị là câu này ai cũng biết là đúng này. Tại sao? Tại chúng ta có giải phương trình này, có nghiệm thì chúng ta để ý sao? X trừ 1 bằng 0, có nghiệm X bằng 1 và X bằng 3. Nhưng mà cái thằng này là nghiệm bộ chẵn, nghiệm kép. Cho nên là cái F phải của anh nó không đổi dấu khi đi qua cái nghiệm này. Vì thế chỗ này không được coi là điểm cực trị. Tại vì điều kiện của một điểm là điểm cực trị khi nào? Thứ nhất, nó phải là nghiệm của phương trình F phải bằng 0 thì ở đây nó thỏa rồi. Nhưng mà cái điều kiện cần, điều kiện đủ của nó là gì? Khi đi qua cái điểm X0 đó thì F phải của anh nó phải đổi dấu. Cho nên là trong trường hợp này nó fail chỗ này. Mình chỉ còn một cái điểm cực trị là X bằng 3 thôi. Thì chúng ta thấy câu D đúng rồi, chúng ta chọn câu D luôn, ta không quan tâm đến những câu khác nữa. Câu số 19. Cho biểu thức của anh là vậy ha. Giá trị biểu thức này thì ai cũng được, bấm máy tính cũng được mọi người ha. Thôi, anh này anh không có hướng dẫn nữa đâu. Đáp án của anh là ra 4 nè. Câu B. Này là xác định hay rồi, bấm máy tính cũng được, nhưng mà thật ra ý đồ của tác giả là gì các bạn? Để các bạn biết biến đổi cái biểu thức logic thôi chứ không có gì hết, được chưa? Này thì chúng ta biến đổi sao? Ý đồ tác giả là chính mũ 1/2 nè. Rồi tất cả mũ logic cơ số 3 của 4 nè. Anh đoán ý đồ tác giả vậy thôi. Mà thằng này các bạn sẽ đưa về gì các bạn? 3 lần logic cơ số 3 của 4 đúng không? Đó, thì sẽ bằng 4 vậy thôi, còn không thì chúng ta bấm máy tính cũng được. Easy ha, không có gì hết trơn. Không, chúng ta biến đổi như thế này cho nó hay cũng được. Câu 20, cho chúng ta tập xác định của cái hàm số này, hàm số logic cơ số là dương khác 1 rồi, tập xác định thì trong này phải lớn hơn 0, tức là x bình trừ 2x phải lớn hơn 0. Mà phương trình x bình trừ 2x thì anh có hai nghiệm, một nghiệm x bằng 0 và một nghiệm x bằng mấy? X bằng 2. Giải cái bắc phương trình lớn hơn 0 tức là gì? Là hệ số A dương, bắc phương trình dương là lấy ngoài hay lấy trong? Lấy ngoài. Lấy ngoài tức là x nhỏ hơn 0 hoặc là x lớn hơn 2, chỉ lấy miền này và miền này chứ không lấy cái miền trong này. Được chưa các bạn? Cho nên dễ dàng ta ra đáp án là câu A. Đừng có chọn câu C nhé, không có vô bằng chỗ này đâu nhé. Rồi, câu 21 bắt đầu thông hiểu chút xíu. Hồi nãy giờ chỉ toàn là nhận biết thôi. Cho chúng ta cái hàm số này tổng các giá trị của tham số M để tuyệt đối của max trừ min trên cái đoạn từ 2 tới 3 là bằng 2. Thì chúng ta quan sát đối với cái hàm phân thức hữu tỉ thì chúng ta đạo hàm khảo sát nó thôi. Y phải của anh sẽ bằng gì các bạn? Ở dưới này sẽ là x trừ 1 tất cả bình phương đúng không? Trên này các bạn nhân qua thì sẽ là trừ 2 trừ m. Đúng vậy không? Trừ 2 trừ m. Và các bạn nhớ đối với cái hàm phân thức hữu tỉ bậc nhất như thế này thì hàm số của anh nó sẽ luôn đơn điệu. Một là nó luôn đồng biến, hai là luôn nghịch biến trên cái đoạn từ 2 tới 3, đúng không? Là nó luôn nghịch biến trên đoạn từ 2 tới 3 này. Một là nó đi lên như thế này, hai là luôn luôn đi xuống như thế này. Thì chúng ta học rồi. Cho nên nó sẽ không có điểm cực trị trong cái khoảng này. Vì thế mà khi nó tính min max á thì một á là min nó sẽ bằng f tại 2, max của anh á sẽ bằng f tại 3. Hai là ngược lại, tức là hai thằng này có đổi lại cho nhau. Được chưa? Nhưng mà ở đây các bạn có cần phải xác định cụ thể thằng nào là min, thằng nào là max không? Đâu cần. Tại vì người ta đã cho cái tuyệt đối rồi, tức là thằng nào đứng trước, thằng nào đứng sau cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Cho nên cái tuyệt đối đó các bạn sẽ dễ dàng hình dung nó sẽ là f mấy? F2 trừ f3 thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi, và bằng 2. Các bạn để F3 trừ F2 cũng được, không có ảnh hưởng gì hết, tại vì chúng ta có cái tuyệt đối ở ngoài rồi. Chính vì thế nên hậu quan cái tuyệt đối vô là như vậy, để các bạn khỏi cần phải đi xác định thằng nào là min, thằng nào là max. F2, F3 thì các bạn thế vô ha, tương đương ha. F2 chúng ta thế vô đây ha, 2 như vô đây là 4 ha. 4 cộng M chia cho 2 trừ 1 là 2, vậy còn lại 4 cộng M. Rồi, F3 của các bạn trừ F3 thế vô đây ha, 6 cộng M chia cho 2 đúng không? Đó, giải phương trình theo M thôi chứ có gì đâu. Vậy anh tương đương với tuyệt đối của thằng này quy đồng lên 2 mà trừ nó sẽ còn lại là 2 cộng M. Số 2 này anh để xuống dưới anh nhân qua đây luôn là bằng 4. Vậy thôi, được chưa? Vậy em tin giải nhanh là chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là để bằng 4 á, thì M của anh sẽ bằng 2. Trường hợp cho bằng trừ 4 á,
thì m của anh sẽ bằng trừ 6. Vậy thôi, được không các bạn? Rồi, vậy nó hỏi cái gì đây? Tổng giá trị cái tham số m anh có 2 với lại trừ 6, và anh cộng lại là ra bao nhiêu? À, nó hỏi tổng đúng không? 2 với trừ 6 cộng lại anh ra trừ 4, được chưa? Đáp án của anh là câu A. Nhớ đọc cái đề nó hỏi cái gì nha. Tổng các giá trị của m, tức là tìm ra m rồi, mình phải tìm tổng nó lại nữa. Câu 22. Cho anh cái hình chóp HABCD có đáy là hình chữ nhật, cạnh AB bằng 2A, căn AXA vuông góc với đáy, góc giữa HD và đáy, diện tích mặt cầu ngõ tiếp hình chóp. Ờ, và vẽ ra ha. Rồi, bài này thì nó cũng không phải khó, nhưng mà liên quan đến bán kính mặt cầu ngõ tiếp thì anh phải nói lại cái phương pháp chút xíu cho mọi người quên ha. Đáy của anh vẽ hình chữ nhật này. Đó. Vậy thôi. XA vuông góc với đáy cho nên anh sẽ vẽ đây. Đúng rồi, nát đứt, nhưng mà vì nát đứt mọi người khó hình dung quá, anh vẽ nát liền luôn. Được chưa? Đây là S nè. Đây là A nè. À, đây là B. Đây là C, đây là D. Nó cạnh này lại. Góc giữa HD và một phẳng đáy bằng 30 độ là góc nào các bạn? À, dễ dàng hình dung góc này 30 độ này. Phải nhanh ha, chứ bữa nay không có đi chứng minh làm gì nữa hết. Còn ai không hiểu thì cứ comment bên dưới cho anh. Rồi, góc này bằng 30 độ. AD chúng ta cho rồi, vì hình ta là hình chữ nhật. AD nó cho là bằng A căn 3. Tức là mục đích góc này 30, góc này A, cạnh này A căn 3 để tính cạnh XA đó ha. AB của anh là bằng 2A. 2A, vậy thôi, hình chữ nhật cho hết rồi. Được chưa các bạn? Đầu tiên anh tính XA luôn cho các bạn ha. XA thì các bạn dùng tan lấy đối chia kè cũng được. Vậy tan bằng 30 độ là bằng XA chia cho A căn 3. Vậy suy ra XA bằng tan 30 độ chia A căn 3 là bằng A căn 3 nhân cho căn 3 chia 3 đúng không? Tan 30 độ là căn 3 chia 3. Vậy là bằng A luôn các bạn ha. Cạnh XA bằng A, tính nhanh quăng vô đây luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta tìm diện tích của mặt cầu ngõ tiếp khối chóp. Mà muốn tìm diện tích thì chúng ta xài gì các bạn? Chúng ta phải tìm bán kính đúng không? Tại vì chúng ta có diện tích mặt cầu á, là công thức là 4pi r bình phương đúng không? 4pi r bình phương, còn thể tích là 4/3pi r mũ 3. Vậy muốn tính diện tích thì chúng ta tìm cái r nó ra. Vậy muốn tìm r phải xác định cái tâm nó nằm đâu. Thì đối với dạng toán này, xa vuông góc với đáy rồi thì muốn tìm tâm ta gọi là gì các bạn? Đầu tiên anh phải còn tâm của cái đáy đúng không? Nhớ không? Tâm của cái đáy ABCD. Các bạn phải hình dung kiến thức cơ bản là gì? Tâm của mặt cầu ngõ tiếp khối chóp này là cái điểm nào đó mà nó cách đều tất cả các cái đỉnh của khối chóp. Và chúng ta đi tìm cái phương pháp tìm tâm thôi. Anh gọi O là giao điểm, từ O anh kẻ đường gì các bạn? À, tất cả đường thẳng D đi qua O và vuông góc với mặt phẳng đáy vậy thôi. À, D đi qua O và vuông góc với mặt phẳng đáy. Đúng ra nó có nấc đứt rồi này kia ha, nhưng mà thôi, phải nấc liền cũng được. Rồi sau nữa các bạn? À, trong mặt phẳng mà anh kẻ là trong mặt phẳng nào? À, trong mặt phẳng XAC anh kẻ. Được chưa? Thì cái đường D này á được gọi là cái đường trục của đường tròn ngoại tiếp cái đáy. Vì lý thuyết á, là ta phải dựng cái trục của cái đường tròn ngoại tiếp cái đáy, mà cái đáy của chúng ta là hình chữ nhật, cho nên tâm của hình chữ nhật nó là đây luôn, và đường tròn trục đó chính là đường thẳng đi của O và vuông góc với mặt phẳng đáy. Được không các bạn? Vậy trong cái mặt phẳng mà chứa đường thẳng D và cái cạnh XA, hay nói cách khác trong mặt phẳng XAC này nè, anh sẽ vẽ đường trung trực cắt cái cạnh XA và nó cắt tại điểm Y. Được không các bạn? Thì trong này từ Y ở đây nè. Đường trung trực đây là Y nè. À, anh kẻ đường trung trực của cạnh XA thì nó sẽ cắt tại Y. Thì chẳng qua là anh kẻ đường trung trực, anh gọi A cái gì đó là trung điểm đi, M là trung điểm của XA đây, và anh kẻ đường trung trực qua. Được chưa các bạn? Thì nó sẽ cắt tại điểm Y. Được chưa? Tại vì cái đường thẳng D chúng ta dựng trong mặt phẳng XAC rồi. Vậy trong mặt phẳng XAC, anh kẻ đường thẳng delta là đường trung trực của cạnh XA, đi qua M là trung điểm của XA, thì nó sẽ cắt cái đường thẳng D của anh tại điểm Y, và cái điểm này được gọi là tâm của mặt cầu. Được không các bạn? Là tâm của mặt cầu ngõ tiếp. Có nghĩa là nó sẽ cách đều XC, nó cách đều X, cách đều các cái đỉnh là đỉnh này và đỉnh này luôn. Được chưa? Tất cả các đỉnh của đỉnh này luôn. Tại sao các bạn? Tại vì khi mà anh giải thích sơ sơ để hình dung ha, khi M là trung điểm thì trong tam giác vuông XAC á các bạn, thì các bạn để ý trong tam giác vuông XAC theo định lý Thales, M là trung điểm rồi, thì đường thẳng delta này đi qua trung điểm M mà nó song song với lại cái cạnh AC thì có phải nó sẽ
sẽ cắt luôn cái cạnh AC tại trung điểm của cạnh AC không? Y chính là trung điểm của AC. Hay nói khác, anh sẽ được IS sẽ bằng IC chưa? Là được một cái chưa? Ngoài ra tam giác XAC của anh vì lý do là nó vuông góc tại điểm A, là vì XA vuông góc với đáy, cho nên cái cạnh này nè, cái cạnh AI này nè, có phải là đường trung tuyến không? Trong tam giác vuông không? Và nó cũng sẽ bằng nửa cạnh huyền, cho nên nó cũng bằng IS và nó cũng bằng IC và nó cũng bằng IA. Tương tự các bạn có thể chứng minh được trong tam giác vuông XBC, trong tam giác vuông XCD, vuông tại D và vuông tại B. Thì nếu chúng ta nối lại XB và chúng ta nối lại ID thì nó cũng là đường trung tuyến luôn, và nó sẽ bằng nửa cạnh huyền, đúng không? Nói ví dụ như anh nối thằng này lại nè, thì tam giác này nó vuông tại đây mà, thì nó DI nó là đường trung tuyến sẽ bằng nửa cạnh huyền, nó cũng bằng XC bằng XA và bằng IX bằng IA bằng IC luôn ha. Sẽ có IS bằng IA bằng ID bằng IB bằng IC luôn, vân vân. Mọi người hình dung không? Còn chúng ta bài này nó cơ bản chứ không có khó lắm, nhưng mà phương pháp thì anh gợi lại để cho mọi người nhớ thôi. Và bây giờ chúng ta tìm bán kính R của anh chính là bằng gì các bạn? R của anh chính là bằng 1/2 lần XC thôi, được chưa? XC thì chúng ta đưa vào trong tam giác nào? Tam giác vuông XAC, được không? Trong tam giác vuông XAC này thì anh có XC, muốn tìm XC thì anh phải tìm AC trước ha. AC của anh thì anh dùng Pythagore trong cái hình vuông ở đáy, thì nó sẽ là căn của cạnh này là A căn 3, cạnh này là 2A, vậy bình phương thằng này sẽ là 4A bình, thằng này bình phương lên là 3A bình, 3A bình mà cộng 4A bình, vậy anh ra là bao nhiêu các bạn? Ra 7A bình, đúng không? 3A bình phương, 4A bình phương là ra 7A bình, vậy ra là A căn 7 luôn ha, A căn 7, đúng không? Chắc đúng, A căn 7, A căn 7 thì anh sẽ có được cái cạnh AC rồi anh đưa vào trong tam giác vuông XAC, anh suy ra được XC, XC là căn của AC bình phương tức là 7A bình, XA là A rồi, 7A bình cộng với A bình là 8A bình, lấy ra ngoài sẽ là A căn 8. Đó, XC bằng A căn 8, vậy chúng ta chia 2 xuống, chúng ta suy ra R sẽ là A căn 8 chia 2. Có R là A căn 8 chia 2, chúng ta suy ngược lên đây, cái đáp án diện tích của chúng ta sẽ là 4B, R bình sẽ là A bình nè, bình lên sẽ là 8 chia 4, 8 chia 4 được 2, 2 x 4 là 8, vậy là 8B, 8B A bình, và đáp án của chúng ta là câu A, đúng không? Dễ không? Đứa nào chưa hiểu câu này không? Nếu hỏi mức độ thông hiểu thì nó hỏi vậy thôi, còn mức độ vận dụng thì nó khác. Cái hình ta nó không có đơn giản vậy. Cái hình nào mà cho XA vuông góc với đáy là nó bắt đầu nó gần như là take easy rồi các bạn ha. Nó sẽ cho các bạn cái idea rất là nhanh để các bạn giải quyết bài toán. Rồi anh qua câu tiếp theo. Cho đường thẳng D1, đường thẳng D2, viết phương trình đường thẳng đang qua đi qua điểm và vuông góc với hàng kia. Thì dạng này nó cũng vậy, nó hỏi hồi đường thẳng mà đi qua điểm và vuông góc với hàng kia, thì các bạn cố gắng sao? Chúng ta tìm cái điểm ra, được chưa các bạn? Anh gọi điểm M đi, thuộc D1. Ha, D1 ha. Anh gọi điểm M thuộc cái đường thẳng D1 này. Tại vì nó cắt D1 và vuông góc với D2 mà. Đây này. Đó. Cắt D1 nè. Tại điểm M nè, delta nè. Và đồng thời nó vuông góc với đường D2. Đó, vuông góc với đường D2 nè. Vuông góc trong không gian ha, chứ không phải là vuông góc trong ô gì. Anh gọi điểm M là đường thẳng D1, M anh sẽ quy về một thẳng theo T. Tại vì ở đây anh thấy là đường thẳng rồi thì anh quy theo T được, nó sẽ là 1 cộng cho T. Dễ dàng ha. Bên này sẽ là -1 cộng 2T, đúng không? Chuyển qua. Rồi, và bên kia sẽ là -T. Cứ gọi cắt là phải tìm cái điểm nó ra. Nhớ vậy cho anh là được rồi. Tại vì có gì đây? Vector AM các bạn. Tại vì đường thẳng delta nó đi qua điểm A rồi, cho nên anh chỉ cần tìm được cái vector AM, anh đi nhân vô hướng với lại cái vector chỉ phương của đường thẳng D2 là coi như xong bài toán. Thì hai này nó vuông góc với nhau thì vô hướng lại bằng không thôi. AM thì anh lấy M trừ A thì nó sẽ là T nè, trừ T cộng cho 2, trừ 1 cộng 2T nè, đúng chưa? Và sẽ là trừ T trừ 2, đúng không? Đó, anh gắt ghi chữ T nó giống như cộng quá. Rồi, vì hai này nó vuông góc với nhau cho nên AM chúng ta nhân vô hướng với vector U của đường thẳng D2 nó sẽ bằng 0. Tức là anh lấy thằng này nhân bên này bằng 0 và anh lâu máy tính anh bấm ha. Bấm shift show cho nó nhanh. Đây. 1 1 T là biến x của anh nè.
nhân cho này vô hướng là 1 nè, đóng ngoặc lại, cộng cho, tiếp theo là gì? Trừ 1 cộng 2x đúng không? Trừ 1 cộng 2x. Rồi nhân cho này là 2. Tiếp theo cộng cho, trừ 2 trừ x, nhân cho này là 2, cho bằng 0. Rồi ship số bằng biết sao sai không? Này phải đặt dấu nhân vô. Chắc vậy quá. X này nhân 1 thì coi như anh bỏ 1 đi luôn cũng được. Chắc vậy quá. Rồi nhân x đúng không? Cộng cho nhân 2. Ship số coi. Chịu chưa? Rồi x bằng 2 ha. 2 thì chúng ta suy ra được điểm M. Đúng chưa? Điểm M mà chúng ta suy ra vector AM luôn. Tại vì AM lúc này sẽ là vector chỉ phương của đường thẳng delta mà chúng ta cần tìm. Vậy AM của anh sẽ ra là 2, 3, trừ 4 với t bằng 2, các bạn thấy vô đây ha. Rồi lúc này đường thẳng delta của chúng ta sẽ đi qua điểm điểm nào cũng được hết, điểm A, điểm M cũng được. Thì anh cho đi qua điểm điểm A đi. Điểm A có tọa độ là 1, 0, 2 đi. Sẽ là x trừ 1 chia cho 2, y chia cho 3 và z trừ 2 chia cho trừ 4. Và đáp án của anh là câu C. Được không mọi người? Nó không có khó đâu ha. Cứ cắt là chúng ta lấy điểm nó ra, chúng ta tìm điểm nó ra. Tiếp tục câu 24. Rồi cho anh cái hình nón đỉnh như vậy các bạn ha. Anh sẽ vẽ cái hình nón này ra cho các bạn dễ hình dung. Đây là tâm ô của mình. Chiều cao của mình nó nằm trên này. Đỉnh S cho đến trên này đi. Nối này lại ha. Rồi, ở đây anh gọi là, thôi đây từ từ đã gọi đến tiếng ta coi đọc cái hình ta ghi luôn ha. Lấy hai điểm AB trên đường tròn tâm O, sao cho tam giác OAB nó vuông. Thì nếu mà nó vuông á thì nó vuông tại đâu các bạn? Nó vuông tại O thôi. Để đây ví dụ như anh gọi điểm B đây đi. Đó, đây là điểm B đi, đây là điểm A đi. Thì các bạn hình dung ở đây này, anh kẻ qua này. Tam giác OAB của anh nó vuông này. Những cái góc này là góc nội tiếp, được chưa? Trừ khi nó chắn nửa đường tròn nó mới vuông, còn không thì nó không bao giờ nó vuông, nó là góc nhọn thôi. Vậy vuông là vuông tại đây nè, đúng chưa? Vậy khi vẽ này xuống thì chúng ta làm gì? Quen rồi, từ đây chúng ta gọi trung điểm M của AB, nối OM xuống, tại vì OM là cái đường kính mà đi qua trung điểm của dây cung thì nó sẽ vuông góc với lại dây cung tại đó, chúng ta nối SM xuống. Đúng là nát đất các bạn ha, nhưng mà thôi kệ nó đi. Bây giờ đề nó hỏi gì đây? Biết diện tích tam giác XAB là bằng R bình căn 2. Thể tích của hình nón đã cho là tam giác XAB thì có rồi. XAB em ta nói lại ha. Đó. Rồi. Được chưa? Tại vì tam giác OAB nó vuông tại O cho nên suy ra MA bằng MB luôn, đúng không? MA này nó bằng MB và nó bằng MO luôn, tại vì là đường trung tuyến trong tam giác vuông. Được không các bạn? Và bằng cái gì các bạn? Bằng R căn 2 chia 2. Đơn giản ha. Bán kính của chúng ta là R rồi, tức là cạnh OA này bằng R rồi, cạnh này cũng bằng R rồi. Thằng này là chiều cao. Được chưa? Dễ dàng ha, hoặc Pythagore rồi cũng được. Các bạn dùng hệ thức lượng cũng được. 1 chia cho MO bình phương bằng 1 chia R bình phương cộng 1 chia R bình phương cũng được. Không sao hết. Suy ra MO bằng R căn 2 chia 2. Có MO bằng R căn 2 chia 2, mặt khác các bạn thấy diện tích tam giác XAB này. XAB đề cho là bằng bao nhiêu? Bằng R bình căn 2. Mà nó có phải là 1 phần 2 lần AB nhân với lại SM không các bạn? Đúng không? SM này nhân với AB, diện tích đáy nhân chiều cao là bằng R bình căn 2. Vậy anh nhân số 2 này qua, anh chuyển qua, anh được SM của anh là bằng 2R. Đúng chưa? Thằng này là bằng R căn 2 chia 2. Vậy cái thằng AB của anh là nhân 2 lên là nó bằng R căn 2. Vậy anh thế vô đây là R căn 2 đúng không? R căn 2 nè. Tại vì thằng này là R căn 2 chia 2, nhân 2 lên thằng này là R căn 2. R căn 2 có đây nữa, R căn 2. Vậy triệt tiêu đi, bên này còn R. Vậy nhân số 2 này qua, cuối cùng rút ra XM là bằng 2R chưa? Mà chúng ta có gì các bạn? XO của anh thì bằng gì? Pythagore thôi. Căn của SM bình phương trừ OM bình phương, đúng không? XO này là bằng XM trừ OM bình phương nè.
ta cần tìm XO để chúng ta tính thể tích thôi, thì nó sẽ bằng là SM là nhiêu đây, 2R bình phương lên sẽ là 4R, còn MO là bằng này, bình phương lên sẽ là 2R bình phương chia cho 4 là 1/2R bình phương chia 2. Vậy thằng này sẽ là R căn của 14 đúng không, chia 2. SM có đây rồi nè, SM có đây rồi, thế vô nè, còn thằng này có đây rồi, thế vô nè, được chưa. R căn 14 chia 2, vậy V các bạn sẽ bằng cái gì? V các bạn sẽ bằng 1/3 diện tích đáy là BR bình phương nhân với chiều cao là gì? Chiều cao là XO, XO là vừa tính là R căn 14 chia 2, được chưa. Vậy nó phụ thuộc theo R sẽ là 1/6 B R mũ 3 căn 14 các bạn ha. Vậy đáp án của anh là câu nào? Rồi, câu B, dễ dàng thấy chưa? Dạng này là vẽ hình ra là rất là dễ thôi. Câu 25. Rồi, cho chúng ta cái mặt phẳng Q, viết phương trình mặt phẳng P song song mặt phẳng Q, đồng thời cắt cái trục của X, O, U theo các cái điểm sao cho thỏa mãn MN nó là bằng căn 2. Được chưa? Vẽ này là vẽ thêm cho biết thôi ha. Y ha, X ha, mặt phẳng này cắt trục của Y, O, X ha. Kệ nó đi, cắt cái đó, MN đi. Rồi các bạn, mặt phẳng của chúng ta nó song song với lại mặt phẳng này, cho nên chúng ta viết dưới dạng gì? Vì nó song song với mặt này cho nên mặt phẳng P đầu tiên anh sẽ viết dưới dạng là nó song song, thì nó sẽ có dạng là x trừ y, vì nó cùng xài chung với tơ pháp tuyến mà, cộng 2z, và anh cho cộng m bằng 0 đi. Với m của anh phải khác mấy? À, khác trừ 2. Thì nếu nó bằng trừ 2 thì nó trùng lại với phương trình mặt phẳng Q rồi, được không mọi người? P mà cắt trục của x tại điểm m, theo các bạn điểm m sẽ có tọa độ bao nhiêu? À, trục của x tức là x bằng 0, một điểm nằm bên trục của x thì x sẽ bằng 0, đúng không? X sẽ bằng có giá trị, còn y và z bằng 0, đúng không? Khi cho y bằng 0, z bằng 0, vì cái điểm m của anh nè, nó vừa thuộc mặt phẳng P, mà điểm m của anh nó cũng vừa thuộc cái trục của x luôn, cho nên suy ra điểm m sẽ có tọa độ gì các bạn? X bằng y bằng 0 và z bằng 0, anh thế vào đây thì các bạn anh chuyển qua được x bằng trừ m không? Còn y là bằng 0, z là bằng 0 rồi, được không? Tương tự các bạn, điểm n của anh cũng thuộc cái mặt phẳng P này, mà n nó lại thuộc trục OI này, và anh suy ra được điểm n có tọa độ bao nhiêu? Điểm n của anh sẽ có tọa độ là 0 m 0, đúng không? Và cho x bằng 0, z bằng 0 thì chúng ta rút y ra thì y ở đây sẽ bằng m. Rồi chúng ta tính được cái vector gì? Vector MN, để chúng ta tìm được cái độ dài đoạn thẳng MN bằng căn 2, 2 căn 2 là xong thôi. MN bình phương lên luôn ha, bằng thằng này trừ này, tất cả bình chính là m bình nè, thằng này trừ này bình lên chính là cộng m bình nữa nè, còn thằng này là mất, sẽ bằng thằng kia là 2 căn 2 bình lên sẽ là 4 nhân 2 là bằng 8. Vậy là 2 m bình bằng 8, đúng không? Vậy m bình bằng mấy? Bằng 4. Vậy suy ra m bằng mấy các bạn? M bằng 2, và m bằng trừ 2, đúng không? Cộng trừ 2 đó, cộng trừ 2 đó, lúc nào cũng vậy ha, bằng 2 với lại m bằng trừ 2, nhưng mà chúng ta loại cái m bằng mấy, bằng trừ 2 này đi, tại vì hồi nãy chúng ta đặt điều kiện nó khác, vậy còn đáp án là m bằng 2 thôi. Vậy các bạn nhìn vô, các bạn sẽ chọn câu nào? Câu A nè, được chưa? Câu 26. Cho anh hình lăng trụ tam giác, rồi vẽ hình lăng trụ tam giác đều, cho nên nó sẽ là lăng trụ đứng luôn ha, anh vẽ luôn ha. Ok chưa? Rồi, có đáy cạnh là bằng A, tức là tam giác đều cạnh A luôn á, vì lăng trụ là lăng trụ tam giác đều. Góc giữa mặt phẳng A phẩy, đánh dấu vô chứ ha. Đây là A phẩy nè, đây là B phẩy nè, đây là C phẩy nè. Thì tương ứng như này, đây sẽ là A, đây sẽ là B, đây là C nè. A phẩy BC là góc này các bạn nè. Đây, A phẩy BC đây. Đó, tôi nối lại. Được chưa? Và mặt phẳng đáy ABC 45 độ theo bạn là góc nào? Không phải góc chỗ này đâu nhé. Tại sao? Tại tam giác của mình dưới đáy là tam giác đều. Vậy trên cái thằng này giao tuyến của hai mặt phẳng đó là cạnh BC. Vậy trên cái đỉnh này chúng ta sẽ kẻ một đường vuông góc với giao tuyến. Mà tam giác đều từ đỉnh này kẻ xuống vuông góc thì đường cao cũng là đường trung tuyến luôn. Hay nói cách khác, anh sẽ dựng AM vuông góc với giao tuyến. Sau đó từ đây anh trong mặt phẳng này anh sẽ kẻ đường thẳng này là A phải M, và góc của anh chính là góc này, đúng không? Được chưa?
không có chứng minh lại ha. Còn chứng minh lại thì cần thì anh sẽ chứng minh lại thôi, không có giảng. X của tam giác ABC thì nó bằng bằng nhiêu các bạn? Tam giác đều cạnh là A thì nó sẽ là A bình căn 3 chia cho 4 ha. Được chưa? Rồi, góc này thì anh chứng minh sơ nè. Anh kẻ M là trung điểm của BC, vậy AM vuông góc với lại cạnh BC đúng không? Vậy BC vuông góc với AM là 1, BC nó lại vuông góc với A phải A là 2. À, do hình lăng trụ tam giác đều. Vậy BC của anh nó vuông góc với mặt phẳng A phải M MA chưa? Vì nó vuông góc mặt phẳng A phải MA cho nên nó phải vuông góc luôn với đường thẳng A phải M. Cho nên chỗ này vuông, ở dưới này vuông. Vậy hai mặt phẳng mà giao tuyến với nhau là cạnh BC, trong mặt phẳng này có một đường vuông góc với giao tuyến tại điểm M, trong mặt phẳng kia cũng có đường vuông góc với giao tuyến tại điểm M, thì góc giữa hai mặt phẳng chính là góc giữa hai đường đó. Và góc này chính là bằng 45 độ. Đề bài hỏi thể tích khối trụ các bạn. Chỉ cần là nhân với lại chiều cao nữa là xong. Chiều cao ở đây chúng ta cần gì? Là a phải, đúng không? Có góc 45 độ thì sử dụng tan ha. Tan 45 nè là bằng đối chia kề là a phẩy các bạn chia cho cạnh AM. AM là đường cao trong tam giác đều thì nó sẽ là a căn 3 chia 2, đúng không? Thằng này là a căn 3 chia 2 rồi nè. Vậy các bạn suy ra ngay a phẩy của anh sẽ là bằng a căn 3 chia 2 mà nhân tan 45 độ. Tan 45 độ là bằng 1 cho nên thằng này nó cũng bằng a căn 3 chia 2. Được chưa? Vậy chúng ta quăng lên, chúng ta nhân với thằng này là a căn 3 chia 2 nữa là xong. Nhớ không có 1/3 đâu phía trước hết nha các bạn. Vậy đáp án của anh sẽ là 3 a mũ 3 mà chỉ cho 8. Vậy là câu A. Đúng chưa? Dễ ha. Rồi câu 27 cho chúng ta giải cái phương trình mũ các bạn ha. Tính tất cả các nghiệm của cái phương trình sau đây. Rồi chúng ta nhìn vô, chúng ta quan sát điều kiện. Phải này không có điều kiện gì hết tại cơ số của anh là dương. Rồi. Vậy để thằng này á mà có nghiệm á thì mọi người để ý, mọi người chuyển qua phương pháp này để giải cái phần này, chúng ta sẽ dùng phương pháp logic hóa. Tại vì ở đây cơ số một thằng là cơ số 3, một thằng là cơ số 5, đúng không các bạn? Vậy anh lấy logic cơ số 3 hai vế đi. Lấy logic cơ số 3 hai vế thì bên này logic cơ số 3 của 3 mũ đó thì nó sẽ quăng xuống sẽ là x bình trừ 2, đúng không? Còn bên nó logic cơ số 3 của 5 mũ x cộng 1 thì nó sẽ bằng cái gì các bạn? X cộng 1 anh quăng xuống dưới, còn lại logic cơ số 3 của 5, đúng không? Vậy các bạn chuyển qua các bạn được một phương trình bậc 2, x bình trừ cho anh nhân phân phối cái này vô sẽ là logic cơ số 3 của 5 x, còn lại cái hệ số của anh là bao nhiêu? Số 2 này chuyển qua sẽ là cộng, sẽ là trừ luôn chứ ha, trừ logic cơ số 3 của 5 trừ 2 bằng 0, đúng chưa các bạn? Rồi chúng ta sẽ để ý nếu mà giải ở đây nó hỏi cái nghiệm luôn các bạn ha. Các bạn có thể bấm nghiệm cũng được, không sao cả. Thử đáp án cũng được, gì cũng được hết. Nhưng mà nó hỏi tích tất cả các nghiệm, cho nên ta dùng gì? Dùng VS, xong xuôi thôi. X1, X2 là bằng trừ X1 nhân với 2 bằng C chia A. C chia A là bao nhiêu? Thằng này chia cho 1 nữa, vậy nó sẽ là trừ 2 trừ logic cơ số 3 của 5. Được chưa các bạn? Rồi, trừ 2 trừ logic cơ số 3 của 5. Nếu các bạn lười thì bấm máy tính ha. Còn anh thấy để ý nó cũng có thể làm nhanh được. Thằng này chúng ta đưa về logic cơ số 3 của máy. 2 chính là logic cơ số 3 của 3 mũ 2. 3 mũ 2 chính là 9, đúng không? Logic cơ số 3 của 2, số 3 nè, của 3 mũ 2 nè, đúng không? Vậy chúng ta quăng vô đây là 9. 9 mà gom với thằng này sẽ là trừ logic cơ số 3 của 9 nhân 5 là 45. Đó. Anh thì anh thích làm vậy đó, cho nên đáp án của anh là câu C. Còn không thì bấm máy tính cũng được, đến đây hiểu rồi bấm máy tính cũng được. Ok chưa? Nhớ nó hỏi tích ha, hỏi tích tức là hỏi x1 nhân x2 và chúng ta phải xài VS cho nó nhanh. Câu 27 câu C. Giải toán là vậy các bạn ha. Rồi, tiếp tục. Chỗ này số 8 đúng không? Che mất nó rồi. Câu tiếp tục các bạn, cho hàm số f(x) chúng ta liên tục trên cái này. Hỏi cái tích phân này đó, nó tính tích phân này, cái hàm hợp thì chúng ta phải làm gì đây? Làm biết bao nhiêu lần rồi, mình sẽ đổi biến ha. U bằng 3x trừ 1 ở trong đó, mình nhớ du của anh sẽ bằng 3 lần dx, và khi đổi biến thì cái cận của anh sẽ thay đổi luôn ha. Tích phân y của anh bây giờ nó sẽ bằng gì? Tích phân chạy từ đâu? X bằng 1 nè, thì thế vô đây 1 x 3 là 3 trừ 1 là u chạy từ 2, x bằng 3 thế vô đây 3 x 3 là 9 trừ 1 sẽ là 8, đúng không? Rồi, tích phân chạy từ 2 tới 8 là giống thằng này như trang rồi nè. Đó là loại rồi đó. Của
f này là sẽ là fu, còn dx anh sẽ thế bằng du chia cho 3, vậy này sẽ là du chia cho 3, được chưa? Ngoài ra chúng ta có số gì các bạn, 3 phần 2 phía trước nữa, đúng không? Vậy chỗ này anh gom gom nó lại để anh ghi cho đúng luôn ha. Cái y của anh nè bằng 3 phần 2 phía trước nè nhân với cái này, và cuối cùng nó sẽ bằng 1 phần 2 cái tích phân từ 2 tới 8. Tích phân không phụ thuộc vào biến cho nên nó cũng là fx dx luôn, mà tích phân từ 2 tới 8 của fx dx bằng 10, vậy là 10 chia 2 ha. Vậy được đáp án của chúng ta là bằng 5. Câu D rất dễ ha. Đọc qua câu 29 các bạn ha, cố gắng lên câu 30 để tốt nghiệp. Rồi, cho chúng ta cái hàm số này với giá trị m nào thì đường hai đường tìm cận của hàm số cùng với trục tọa độ tạo thành một tam giác vuông. Rồi, giải luôn mọi người nha. Vậy mọi người để ý ha, để nó tạo thành tam giác vuông ta cần xét cái đường tìm cận trước. Thì thằng này tồn tại tìm cận trước khi nào các bạn? Khi m của anh phải khác mấy? À, khác không trước nè. Được chưa? Nếu mà m bằng không á thì các bạn để ý sao? Thằng này nó suy biến về 2x chia x là bằng 2, y bằng 2 là cái đường thẳng song song với trục x nè. Nó không có tìm cận ngang, tìm cận đứng gì nữa hết. Cho nên m phải khác không chút xíu, chứ không là tí nữa sẽ không để ý là không có loại được điều kiện ha. Ngoài ra nếu mà khi m khác không á thì tìm cận đứng của anh sẽ là x bằng -m. Đúng chưa? Và tìm cận ngang của anh á là y bằng 2. Bạn quan sát cái hàm này cũng đơn giản. Chúng ta tìm ra y là giao điểm hai tìm cận các bạn. Giao điểm hai tìm cận của anh sẽ là m -m và 2, đúng không? Ta lấy cái này ta quăng qua. Hai đường tìm cận cùng tạo với hệ trục tọa độ thành một cái hình chữ nhật khi y nó không thuộc trục của x của y. Các bạn để ý nè, tạo thành hình vuông, đúng không? Ở đây tạo thành hình vuông cũng được, hình chữ nhật gì cũng vậy. Đây là y nè, đây là x nè, x bằng trừ m, đúng không? Nằm đâu đây đi, ví dụ đi. Ví dụ anh có tìm cận ngang vậy đi, tìm cận đứng của anh đi, tìm cận đứng ví dụ vậy đi, giao điểm của hai tìm cận là đây, đúng không? Thì nó nói là gì? Hai cái này tạo với lại hệ trục tọa độ thành một cái hình vuông, tức là cái hình này này các bạn, cái hình này là hình vuông này, đúng không? Vậy để mà tạo thành một cái hình vuông, hoặc là hình vuông cũng giống như hình chữ nhật thôi, thì cái điểm y này anh điều kiện nó phải không được nằm trên dưới này, nằm trên trục của x, hoặc điểm y này không được nằm trên trục của y. Các bạn hình dung chưa? Chứ nếu nó nằm vô đây thì bạn hình dung cái mặt phẳng mà anh cắt á, nó sẽ suy biến về đây và nó bằng không mất. Được chưa? Vậy điều kiện chính vì vậy cho nên anh suy ra được m của anh phải khác không, đúng không? Chứ m bằng không thì x bằng không, đường thẳng x bằng không là trùng với thằng này là chết. Cho nên mà cái điều kiện m khác không thì hồi nãy nó cũng giống thế này rồi, cho nên chúng ta không có lặp lại nữa. Bây giờ để tạo thành hình vuông thì có phải cạnh này là bằng cạnh này không? Mà cạnh này chính là bằng khoảng cách từ y tới trục của y, cạnh này chính là khoảng cách từ điểm y tới trục của x vậy thôi. Khoảng cách từ điểm y đến trục của x sẽ bằng khoảng cách từ điểm y tới trục của y, đúng chưa mọi người? Khoảng cách chúng ta không có dùng công thức gì hết nha, chúng ta dùng hệ trục tọa độ thôi. Vì điểm y của chúng ta có tọa độ là trừ m và y bằng 2, vậy tương ứng ta lấy trị đối vô sẽ là trị đối của trừ m bằng trị đối của 2, chính là bằng 2 rồi. Vậy ta tương đương ra chúng ta có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là m bằng 2 và m bằng trừ 2. Cả hai trường hợp này đều thỏa vì m đã khác không. Vậy đáp án của anh là câu nào? Câu D, được chưa? Chứ không phải gì đâu, khó khăn gì đâu. Nhớ khoảng cách chúng ta dựa vào hệ tọa độ để chúng ta là, đây là trừ m này, đây là 2 này. Vậy khoảng cách cạnh này nè, chính là khoảng cách y đến trục của x nè, chính là bằng 2. Còn khoảng cách y đến trục của y thì anh lấy trị đối của trừ m vô. Tại sao lấy trị đối? Vì chúng ta không biết nó nằm bên nào. Ví dụ như nó nằm bên này thì sao? M của chúng ta là thuộc r thôi mà. Câu D. Rồi, qua câu 30 nha. Ồ, câu 30 này đọc có vẻ hơi rắc rối chút xíu ha. Cho chúng ta ối gì vậy, lập phương trình đường thẳng vuông góc chung của hai cái đường thẳng. Là cái câu mà gọi là basic, nhưng mà có nhiều cách làm bài này lắm. Nhưng mà cách làm cơ bản á thì sao các bạn? Đoạn vuông góc chung giữa hai đường thẳng trong hai đường thẳng chéo nhau trong ối gì vậy ha. Tức là đường thẳng đó sẽ vừa vuông góc bằng này mà vừa vuông góc bằng này luôn. Chúng ta nhớ nè, hai đường thẳng á nó có mấy đoạn vuông góc chung? Có một à. Cho nên chúng ta sẽ làm theo phương pháp trắc nghiệm. Phương pháp tự luận là gì? Các bạn có thể, phương pháp thứ nhất là các bạn lập phương trình mặt phẳng đi qua cái chứa cái thằng này và vuông góc cái đường này. Sau đó các bạn tìm giao điểm. Phương pháp thứ hai là các bạn gọi từng lực, từng điểm vậy. Bạn gọi, bên này gọi là điểm M, đây gọi là điểm N. Thì điểm M thuộc cái đường thẳng D này, đường thẳng đầu tiên D1,
thì các bạn sẽ quy nó về một ẵng, đúng không? Điểm N thuộc đường thẳng D2, các bạn sẽ quy nó về một ẵng, vậy các bạn cần hai ẵng. Hai ẵng thì các bạn cần hai phương trình để giải quyết bài toán. Thì phương trình thứ nhất là bạn cho vectơ MN vô hướng với vectơ U của thằng này bằng 0. Phương trình thứ hai bạn cho MN vô hướng với thằng này bằng 0 nữa là ra. Đúng không? Đó là cái phương pháp mà hay nhất. Còn phương pháp mà lập phương trình mặt phẳng đi qua vuông góc bên này chứa bên kia thì nó lại rắc rối, mọi người hình dung hình hơi bị chua. Nhưng mà ví dụ bài này chúng ta coi thử, chúng ta làm trắc nghiệm được không các bạn? Chúng ta quan sát, chúng ta làm trắc nghiệm thử được không? Nếu thằng này là đoạn vuông góc chung thì cái vectơ chỉ phương của thằng này nó phải vô hướng bằng này bằng 0 và vô hướng bằng này bằng 0. Đúng không? Chúng ta coi thử trong bốn cái đáp án của chúng ta này. Vectơ chỉ phương của câu A là 1 trừ 3 và trừ 2. Chúng ta đem vô hướng với thằng này là bao nhiêu? 1 trừ 1, 1 nè, trừ 1 nè, 2 nè. Nhân lại là 1 nhân 1 là 1 nè. Trừ 3 nhân với trừ 3 nữa là ra 3 nè. Vậy 1 cộng 3 là 4 nè. Trừ 2 nhân với 2 nữa ra trừ 4 là bằng 0 chưa? Tiếp tục chúng ta coi thằng này chỉ phương là trừ 3, 1, trừ 3. Trừ 3, 1, trừ 3. Chúng ta lấy này, ta vô hướng bên này tiếp thử coi. 1 nhân trừ 3 là ra mấy? Là trừ 3. Trừ 3 mà nhân với 1 ra trừ 3 nữa là ra trừ 6. Trừ 2 nhân với trừ 3 là trừ 6. Và trừ 6 cộng 6 bằng 0 chưa? Vậy là câu A là nhiều khả năng là ăn kèo à? Đúng không? Vậy chúng ta nhìn, ta coi lại. Chưa chắc ha, nhưng mà chúng ta coi lại. Tại vì nó sẽ có đôi khi nó sẽ xài cái đề, nó cho xài vector như thế nào các bạn. Vector cùng phương thì chết. 1 trừ 3 trừ 2 thì dưới này 3 1 trừ 3 là không phải rồi. Chúng ta lấy thử câu C, chúng ta thế cho coi. 3 1 trừ 1 đúng không? 3 nè, 1 nè, trừ 1 nè. Anh thử câu C ha. Bỏ câu này đi. Thử câu C, thằng này nhân vô hướng thằng này ra trừ 9 nè. Thằng này nhân ra là 1 nè. Vậy trừ 9 với 1 là anh ra trừ 8. Mà thằng này nhân vô là 3 rồi, chắc sao bằng 0 được. Loại câu C liền. Câu B nè, trừ 1 1 1 nhân vô coi. Loại con này luôn ha. Trừ 1, 1, 1 nhân vô hướng với thằng này là ra 3 nè. Nhân vô hướng với thằng này ra trừ 3. Mà ở đây có 1 nữa là sao bằng 0 được. Loại luôn. 1, 6, 1, 1, 6, 1. Đem vô hướng với thằng này coi. 1 nhân vô đây là 1, 6 nhân vô đây là 6. Ồ, cũng không luôn. Thấy không? Ta mạnh dạn ta chọn ngay đáp án là câu A. Nếu bạn hiểu thì bạn làm vậy. Chứ đừng có lụi, cũng đừng có làm phương pháp kia, nó khá là lâu. Đúng không? Tại vì chúng ta biết rằng hai đường thẳng chéo nhau thì đoạn vuông góc chung chỉ có một chứ không phải có nhiều đoạn vuông góc chung. Cho nên là bạn tìm ra thì nó là duy nhất rồi. Anh chỉ sợ là người ta cho các bạn có vectơ, nếu mà đề mà cho hay chút xíu á thì cái bài này nó không cho trừ 1, 1, 1 đâu, mà nó cho cái vectơ cùng phương với thằng này. Ví dụ như cho mà cũng không được các bạn. Nếu mà cho vectơ cùng phương thì vô hướng nó cũng bằng không được. Đúng không? Vậy đáp án của chúng ta câu A nó là duy nhất thôi. Thì chúng ta làm vậy cho nó nhanh. Và nó không có sai số được đâu. Được chưa? Rồi chúng ta qua câu tiếp theo. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn cái phương trình này các bạn? Z bình trừ cho đó. Thì chúng ta coi Z bằng A cộng BI, chúng ta thế vô ha. Nhưng mà ở bài này á thì chúng ta giải như thế này cho nó nhanh nè. Ý tưởng của tác giả là như thế này nè. Z bình trừ 2018 Z. Tại thường nó ra phương trình bậc 2 A cộng B cộng C bằng 0 lắm. 2019 mà nhân với lại mô đun của Z bình phương phải chuyển qua 2019. Mô đun của Z bình phương có phải bằng Z mà nhân Z ngang không các bạn? Chúng ta học rồi, Z nhân Z ngang chính là mô đun của Z bình phương. Vậy ở đây anh sẽ đặt cái gì ra làm nhân tử chung? Z làm nhân tử chung thì còn lại Z trừ cho 2018 trừ cho 2019 nhân với lại Z nhân Z ngang. Chỗ này không có mô đun ha, chỗ này không có mô đun, chỗ này không có mô đun. Vậy trừ 2019 nhân mô đun của Z bằng 0. Đây là phương trình gì? Phương trình tích. Vậy một cái là Z bằng 0 là một nghiệm, một cái là thằng này. Đúng chưa? Rồi, cái số 2 này mình mới đi giải nè. Phương trình số 1 là có nghiệm rồi. Phương trình số 2 này mình mới đi giải nè. Giải phương trình số 2 thì các bạn cho nó vô Z bằng A cộng BI, các bạn thế vô cũng được ha. A cộng BI thì chỗ này sẽ là A cộng BI trừ cho 2018 trừ cho 2019 nhân cho Z ngang chính là A trừ BI. Đúng không? Và anh gom lại phần thực thay phần thực, phần ảo thay phần ảo. Bên này bằng 0 rồi thì mọi người sẽ nhanh chóng ra được cái hệ ha. Phần thực của anh là bằng bao nhiêu đây? A trừ 2018 mà trừ 2019 A. Đúng không? Vậy là trừ 2018 nè, A mà trừ 2019 rồi còn lại trừ 2018 A. Đúng không? Bằng 0. Dưới này phần ảo của anh chỉ có 2020 thôi. Anh gom nó lại nè. Đây là một BI nè, mà ở đây có 2019 Y nữa.
2020B là bằng 0. Vậy các bạn thấy này sao các bạn? Này các bạn có cặp nghiệm duy nhất A bằng trừ 1, B bằng 0. Vậy theo các bạn suy ra số phức thằng này sẽ là gì? Z bằng trừ 1 luôn nè. Vậy chúng ta có hai số phức thỏa mãn ha. Một đây là một số phức nè. Còn đây là một số phức của chúng ta nãy z bằng 0 nữa nè. Được chưa? Chứ còn để như ban đầu mà các bạn thế vô thì nó hơi khó để biến đổi đấy. Rồi tiếp tục cho chúng ta một cái tích phân. Hỏi giá trị chính A. Bài này bấm máy tính được không các bạn? Thì chúng ta để ý nè, tích phân từ 1 tới A của x bình log x dx thì nó là một cái tích phân xác định. Cho nên anh cho nó là một cái biến A nào đó, anh bấm máy tính vô anh cho biến A. Thì đề bài cho A là bằng A nhân cho A mũ 3 cộng B. Thì ta thấy AB là các số hữu tỉ. Và nó như thế nào? Nó nằm, số hữu tỉ tức là biểu diễn được dạng phân số các bạn. Và nó nằm ở trước cái hệ số này luôn. Mà đề bài là hỏi chúng ta gì? Chính A cộng B. Cho nên chúng ta dễ dàng nhân vô là chính A cộng chính B đúng không? Cộng chính B là bằng một cái đáp án nào bên dưới này? Anh gọi nó là answer. Được chưa? Bằng đáp án dưới này. Vậy chúng ta có một cái hệ phương trình như thế này. Và chúng ta lần lượt thế đáp án vô, chúng ta bấm hệ. Nếu cái AB là ra số hữu tỉ thì chúng ta lượng. Đầu tiên bấm tích phân trước ha. Tích phân này là chạy từ đâu? 1 cho đến A. Rồi trong này anh sẽ có là x bình nhân log x. Rồi bằng, kệ nó, shift store lưu vào biến A. Rồi mod 5 1, bấm ha. Đầu tiên là A mũ 3 đúng không? A mũ 3. Tiếp theo là 1 bằng A. A là cái mà chúng ta bấm tích phân rồi đó. Bằng. Tiếp theo là 9 nè. Bằng 9 nè. Bằng nè. Bây giờ cái answer mới thế vô nè. Thế vô bằng 3 coi. Câu A. Ồ quá đẹp. Đúng các bạn. Chọn ngay câu A cho anh luôn. Được không? Còn nếu bạn thế câu B vô, các bạn để ý bằng 10, các bạn thế vô nó sẽ ra số rất là lẻ, là số vô tỉ nè. 10. Đó, tương tự những đáp án còn lại cũng vậy. Cho nên chúng ta nhận dạng, ta chọn câu A luôn. Tại vì ở đây chúng ta A, B là các số hữu tỉ. Không, bài này tích phân ta từng phần ha. Nhắc log nhì đa tam lượng tứ mũ, rất dễ dàng. U bằng log x, DV là cái còn lại là x bình nhân DX vậy thôi. Câu 33. Cho chúng ta một cái đa giác đều có 20 cạnh, có bao nhiêu cái hình chữ nhật mà không phải là hình vuông, có các cái đỉnh là đỉnh của đa giác đều đó. Ví dụ ha. Đa giác đều này có 20 ha, đứa nào rảnh ngồi vẽ ra hết 20 cạnh ha. Phải đâu nha. Rồi, đa giác đều có 20 cạnh thì các bạn có bao nhiêu đường chéo các bạn? Bạn để ý nếu chúng ta chỉ xét, tại vì chúng ta cần là xét cái đường chéo đi qua tâm này. Chúng ta cần là xét cái đường chéo đi qua tâm để nó tạo ra hình chữ nhật hay không hình chữ nhật. Thì không phải là hình vuông chứ, hình chữ nhật mà không phải hình vuông ha. Thì đa giác đều là 20 cạnh thì các bạn nhớ anh sẽ có n chia 2 đường chéo đi qua tâm. 20 cạnh. Cho nên suy ra sẽ có 10 cái đường chéo ha. Qua tâm. Những câu này chúng ta cố gắng học thôi chứ không có suy luận nhiều. Mà các bạn hai đường chéo mà qua tâm á thì sẽ cho các bạn gì? Một hình chữ nhật. Các bạn cứ hình dung vậy thôi. Ví dụ anh có hai đường chéo mà đi qua tâm như này thì chắc chắn sẽ tạo thành một cái hình chữ nhật. Cho nên là anh muốn cần biết có bao nhiêu đường chéo như vậy. Nè, hai đường chéo qua tâm thì nó sẽ tạo thành hình chữ nhật. Cho nên chẳng qua là anh chọn hai cái đường chéo này từ 10 cái đường chéo đi qua tâm thì anh sẽ được ra số lượng hình chữ nhật. Nhưng mà để ý trong 20 trong cái hình đa giác đều này nè. Thì trong cái các cái hình chữ nhật này á thì chúng ta sẽ có 5 cái hình vuông. Nếu các bạn để ý ta sẽ có 5 cái hình vuông. 5 hình vuông. Cho nên anh phải trừ ra 5 hình vuông ra thì mới ra được đáp án. Nhưng các bạn, vì ở đây nó hỏi là không phải là hình vuông. Ok ha. Vậy đáp án các bạn lấy là 10C2. Nhớ mấy câu này nha các bạn. Chúng ta nắm để chúng ta nó hỏi thì chúng ta biết làm thôi, chứ còn tư duy mấy câu này thì không có gì hết. 10C2 trừ 5 đúng chưa? Đáp án còn là 40 đó. Đó, đừng chọn 45 nha. Nó cố gắng học tìm hiểu thêm thông tin lý thuyết. Mấy cái này nó có lý thuyết tổng hợp nhiều lắm.
câu 34 mọi người. Liên quan đến cực trị đúng không? Hàm số bậc 4, à, cực trị này kiểu gì cũng nằm trên trục tung rồi. Có bao nhiêu giá trị của M để hàm số cực trị đều nằm trên các hệ trục tọa độ. Và em ta để ý hàm ta y phải nó ra thì các bạn để ý sao? Thì nó sẽ là 4x mũ 3 trừ cho 4mx. Y phải mà bằng 0 để tìm điểm cực trị á, thì cái số 4 này em ta dục đi. Và em ta được hai cái phương trình. Phương trình thứ nhất là anh có x bằng 0 là nằm trên hệ trục tọa độ chưa? Phương trình thứ hai là anh được x bình bằng M đúng không? Và để tất cả các điểm này bằng 0 á thì các bạn nhận xét, nếu M mà bé hơn bằng 0 á thì sao? Trường hợp thứ nhất, nếu có thằng này nè, M quanh mà bé hơn bằng 0 á, nếu bằng 0 thì nó lại trùng với nghiệm này, mà nó bé hơn 0 thì thằng này vô nghiệm. Thì hai trường hợp nó đều cho chúng ta chỉ có một cái cực trị thôi. Đúng chưa? Một cực trị và nó thỏa mãn nằm trên hệ trục tọa độ chưa? X bằng 0 là nằm trên trục tung rồi. Đúng chưa các bạn? Và M bé hơn bằng 0 ta thỏa mãn chưa? Vậy M trường hợp thứ hai là M lớn hơn bằng 0, lớn hơn 0. M lớn hơn 0 thì nó lại cho ta hai nghiệm. Một nghiệm x bằng căn M và một nghiệm x bằng trừ căn M. Đúng như vậy chưa? Vậy anh sẽ suy ra điểm A, điểm từ cái thằng này ha, anh suy ra điểm A ha. Có tọa độ là nhiêu? 0 nè, x bằng 0 các bạn thế vào đây nó sẽ là 3m trừ 2 nè. Còn thằng này nên gọi là điểm B đây, có tọa độ là căn M. Các bạn thế vô ở đây nó sẽ ra là trừ m bình phương cộng 3m trừ 2, được chưa? Và điểm C này nó cũng vậy luôn các bạn, tại vì phương trình bậc 4 các bạn thế và trừ vô thì cũng ra là trừ căn m. Còn cái y này cũng là trừ m bình phương cộng 3m trừ 2 luôn, không khác gì hết. Vậy để các điểm này mà nằm trên các hệ trục tọa độ thì các bạn chỉ cần cho cái phần tung độ này nó bằng 0 là xong thôi. Tại vì các bạn hình dung không, hàm bậc 4 của mình mà có hai điểm cực trị trong khi điểm A nó đã nằm trên trục này rồi, thì hai thằng này, hai điểm này á, các bạn thấy cái phần x của nó khác không đúng không? Căn M và trừ căn M nó khác không? Vậy thì các bạn để ý nó nằm đối xứng vậy nè, điểm B với điểm C này nè. Vậy muốn nó nằm trên hệ trục tọa độ thì chỉ có trường hợp là tịnh tiến nó lên cái trục của x thôi, tịnh tiến nó lên trục của x thôi, chứ nó không thể mà kéo vô đây được. Hay nói cách khác, anh cho cái tung độ nó bằng 0 thì yêu cầu bài toán của anh sẽ tương đương với trừ M bình phương cộng 3M trừ 2 bằng 0 thôi. Mà chúng ta thấy sao? A cộng B cộng C bằng 0 nè. Vậy có hai nghiệm, một nghiệm M bằng 1 và một nghiệm M bằng C chia A là bằng 2. Đúng chưa? Vậy thì có bao nhiêu giá trị M thỏa mãn yêu cầu bài toán các bạn? À, anh có 3 giá trị. Đúng chưa? Thứ nhất là M nhiêu đây? Bằng 1, M bằng 2. Thứ hai là M nhỏ bằng 0. Dạ. Đây ha. Đáp án của anh là câu C. Tiếp tục anh qua câu 35 nhé mọi người. Cho anh đường thẳng D, điểm A, tìm bán kính của mặt cầu tâm là Y, nằm trên đường thẳng D, đi qua điểm A và tiếp xúc với mặt phẳng P. À, có gì đâu ha. Nó đọc càng nhiều dữ kiện thì càng dễ. Điểm Y nằm trên đường thẳng D thì chúng ta quy điểm Y về một ẩn ha. Điểm Y này anh giờ anh không gọi T đâu, gọi T nó ấy quá, anh gọi A nhỏ ha. Nó sẽ là 1 cộng A nhỏ này, chuyển vế qua ha. Phải ha, 2 trừ 2 A nhỏ này. Gọi T ghi giống dấu cộng quá. 2 cộng A nhỏ. Y nó nằm trên D chúng ta quy về một ẩn, được chưa các bạn? Và mặt cầu tiếp xúc, mặt cầu đi qua A và tiếp xúc với mặt phẳng P, cho nên cái khoảng cách từ điểm Y tới điểm A, tức là IA của anh á, nó sẽ bằng khoảng cách từ tâm Y của mặt cầu tới mặt phẳng P. Đó, chúng ta cần một ẩn, ta có một phương trình thì chúng ta giải ra thôi chứ có gì đâu. Vậy căn của IA, A có rồi ha, 1 2 1 phải chuyển này qua. Vậy là anh nhẩm luôn ha, T A bình phương nè cộng cho 4 A bình phương nè. Cái phần còn lại sẽ là A cộng 1 bình phương đúng không? IA các bạn lấy A trừ Y ha, sẽ bằng khoảng cách kia là dòng triệt đối chia căn đúng không mọi người? Ở dưới này là căn 3, tại vì ở đây là căn của 1 bình cộng cho 2 bình cộng 2 bình, 2 bình lên là 4, 4 cộng 4 là 8, 8 cộng 1 là 9, căn 9 là 3. Triệt đối các bạn thế vô ha. Mặt phẳng P, điểm A của chúng ta sẽ là 1 cộng cho A nhỏ nè, các bạn nhân cho 1 nè, trừ nè 2 nè, nhân cho Y của anh là 2 trừ A nhỏ, 2 A nhỏ nè, đúng không? Cộng cho 2z nè, là 2 nhân z của anh là 2 cộng a nè.
cộng 1 được chưa mọi người? Vậy tương đương với thằng này là anh nhân số 3 này qua đây là 3 lần căn của khai triển này ra 1a bình, 4a bình, 4a bình nữa là 6a bình. Rút gọn đó ha, cộng cho 2a cộng 1. Bên này sẽ là triệt đối của 1a 2 là trừ 8 cộng 2 nữa là còn lại 7a cộng cho thằng này 1. 1 nữa là 2 thôi chứ có gì đâu. Ha, easy ha. Vậy đây chúng ta bình phương hai vế ra chúng ta giải thì bị cả hai vế chúng ta là để số dương rồi. Và anh sẽ được là 9 9 nhân vô 6 được là 9 nè. 6a bình phương nè cộng cho 2a cộng 1 nè. Bằng bên này anh bình phương ra 7a bình lên là 49a bình nè. Rồi cộng 2 3 là cộng 28a cộng 4. Rồi giải cái phương trình bậc 2 các bạn ha, chuyển vế của bấm máy tính ha. 1 5 3. Vậy anh sẽ được là 5 đúng không các bạn? Chuyển qua 49 mà chính nó là 36, 9 nhân 6 là 45. 5 9 trừ 10. Và bên kia sẽ còn lại là 5. Một nghiệm bằng 1 mà chỉ có một nghiệm kép bằng 1 thôi các bạn. Bấm shift show chứ cũng ra thì nó có một nghiệm kép bằng 1 thôi. Đúng không? Chuyển vế qua trừ các bạn ha. Bên này 45 nè, bên này 49 nè. Rồi, vậy chúng ta được là một nghiệm là bằng 1, bằng 1 thì nó hỏi gì đây? Nó mà cầu chúng ta thế ra bán kính R, chúng ta thế ngược lại IA thì là xong thôi. Bán kính chính là IA nè. 1 chúng ta thế qua đây sẽ là căn mấy các bạn? 1, 1 là 4, 4 cộng 1 là 5. À, 5 cộng 4 là 9, căn 9 đúng không? Căn 9 là bằng 3. Vậy đáp án của anh là câu nào? Câu D. Được chưa? Những câu này thì thông hiểu, vận dụng nhẹ nhẹ ha, chứ không có vận dụng cao gì hết. Ok mọi người nhé, anh qua câu tiếp theo. Câu tiếp theo là cho chúng ta cái hình trụ. Rồi anh vẽ cái hình trụ này ra bán kính đáy đúng không? Trụ vẽ cái này cho nó hình dung ha. Rồi kệ nó đi, 6 cũng được ha. Ok, đây là tâm, trên này là tâm O của anh nè, dưới này là tâm O phẩy của anh nè. Bán kính đáy là bằng 4 là cho rồi, đúng chưa các bạn? Một mặt phẳng song song với trục OO phẩy, song song với cái trục OO phẩy này nè, là trục của hình trụ. Cách OO phẩy một khoảng bằng 2, cắt hình trụ theo tiết diện là một cái hình vuông. À, hình dung được không? Đây nè, nó vẽ ở đây, anh gọi đây là cái tiết diện nó cắt ra nè. Dụ anh gọi đây là B, là A đi, anh nói AB lại. Mặt phẳng này nó song song với thằng này nha, tức là cắt thẳng đứng xuống vậy các bạn. Đó, được chưa? Thằng này vẽ qua đây cho nó chuẩn bị khỏi che ha. Đó đi. Đó, mặt phẳng ra như vậy đó. Đó. Vậy kiểu gì chúng ta phải kẻ vuông góc ra đây đúng không? Anh gọi đây là C đi, đây là D đi. Phải nối thằng này lại, nối thằng này lại. Kẻ vuông góc xuống đây. Hoặc là gì đó tùy, hoặc các bạn kẻ trên này cũng được nè. Hai hai cái hình trụ thì mặt phẳng song song với nhau rồi. Điểm A anh cho qua đây ha. Đó, anh gọi đây là Y, là trung điểm của AB. Y là trung điểm của AB. Thì trong cái đường tròn đáy này thì đường kính mà đi qua trung điểm của dây cung thì nó sẽ vuông góc với dây cung vậy thôi. Đề bài này nó hỏi chúng ta gì các bạn? Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là bằng bao nhiêu? Thì diện tích xung quanh chúng ta có công thức S xung quanh của chúng ta là bằng 2pi R nhân với L. R bán kính đã cho rồi, đúng các bạn? Là bằng 2pi nhân với 4 nhân với L là cái chiều dài của đường sinh đó các bạn. Được chưa? Mà đường sinh ở đây chính là gì các bạn? Chính là cái đường cao của chúng ta đó, là AD này nè, đường cao của hình trụ luôn, hoặc là OO phẩy cũng được. Nó cho chúng ta là cách mặt phẳng này là cách OO phẩy một khoảng bằng 2. Thì cái khoảng bằng 2 đó là cái gì các bạn? À, 2 chính là OI á. Nãy chúng ta chứng minh rồi, OI nó vuông góc nè, đường kính đi qua trung điểm qua dây cung thì thằng này chính là bằng 2 nè. Được không? Thằng này là 4 nè. Vậy suy ngược ra lại để tìm thằng kia thôi.
Rồi trong tam giác OAB anh sẽ có cạnh OI này bằng 2, có cạnh này bằng 4 và anh suy ra cạnh IB ha. IB của anh Pythagore là căn của 4 bình mà trừ cho 2 bình. 4 bình là 16, 2 bình lên là 4, vậy căn của 16 trừ 4 là 12. Đúng không các bạn? Là 2 căn 3 đúng không? 2 căn 3 là cái cạnh IB này nè. Mà chúng ta cần là cần cạnh AB. Vậy AB của anh sẽ bằng 2 lần IB. Được chưa? Là bằng 4 căn 3. 4 căn 3 cạnh này. Mà các bạn để ý sao? Vì cái tiết diện của chúng ta nó nói là hình vuông, cho nên ABCD là hình vuông. ABCD hình vuông. Cho nên anh suy ra được kiểu gì? Cạnh AB của anh nó cũng bằng cạnh CD luôn. Và nó cũng bằng cạnh AD luôn. Và chắc chắn trong hình này nó cũng bằng cạnh OO phải luôn. Vì cái tiết diện này nó song song với OO phải mà. Chính là bằng đường sin L của chúng ta đó. Và chỗ này chúng ta nhân cho 4 căn 3 nữa là xong. Đúng chưa mọi người? Very easy ha. 8 x 4 ha, 32 căn 3 bi. Đáp án của chúng ta là câu nào? À, đáp án của anh dễ dàng nhận ra là câu D. Cố gắng vẽ hình ra. Rồi, viết phương trình mặt cầu có tâm rồi. Đi qua cắt cái đường thẳng này tại hai điểm AB, sao cho AB là bằng căn 3. Dễ ha, không khó gì hết. Mặt cầu như thế này các bạn ha, mà cắt cái đường thẳng tại hai điểm, cắt cái đường thẳng tại hai điểm AB đó. Mục đích là chúng ta dùng Pythagore để tìm ra bán kính thôi chứ không có gì hết. Thì nó hình phẳng của anh nên vẽ ra như thế này cho anh dễ hình dung nè. Đây là tâm của mặt cầu nè, đường thẳng cắt mặt cầu tại hai điểm nè. Đây là điểm A, đây là điểm B nè. Bán kính của mặt cầu là thằng này, mà mình có thằng này là khoảng cách từ cái tâm Y này tới đường thẳng này rồi, đúng chưa? Vậy chúng ta cần tìm gì? Pythagore. Được không các bạn? Anh gọi H là trung điểm vậy thôi. Xóa cái hình này đi, anh giải ha. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm khoảng cách IH ha. IH chứ bằng khoảng cách từ điểm Y tới đường thẳng D. Cái này thì phải nhớ công thức là bằng gì đây? Trên đường thẳng D anh sẽ lấy điểm M. Được chưa? Đường thẳng D anh lấy điểm M, ở đây anh sẽ lấy điểm M luôn ha. Điểm M đường thẳng D anh sẽ lấy là trừ 1, 2, 2 đi. Cho thằng này bằng 0 đi. Thì chuyển qua trừ 1, 2, 2. Vector U của đường thẳng D là 3, trừ 2 và 2. Vậy công thức khoảng cách này một điểm đến một đường thẳng trong không gian chúng ta sẽ bằng gì các bạn? Bên dưới này là độ lớn vector U nè. Bên trên này là độ lớn của cái tích vô hướng. À xin lỗi, cái tích có hướng của hai vector đó là vector U và vector IM. IM. Tại vì chúng ta đang xét khoảng cách từ Y tới. Đúng chưa? Rồi, trên này anh ráp vô nè. Căn của tích có hướng của hàng này là bao nhiêu đây? U với IM đây, IM ha. Anh IM anh tính ra luôn ha, là lấy M trừ Y. Y đây là bao nhiêu? 1, 2, trừ 1. Vậy IM anh sẽ là trừ 2, 0, 3. Đúng như mọi người. Vậy cuối cùng anh sẽ suy ra vector có hướng này sẽ là tích có hướng này giữa vector U và IM anh sẽ bằng nhiêu đây? Tích có hướng sẽ là trừ 6, trừ 13, trừ 4. Coi anh nhẩm có sai không nhé. Rồi, tích có hướng, độ lớn của tích có hướng thì trên này sẽ là trừ 6 bình phương lên cũng là 6 bình phương thôi, 13 bình phương thôi, cộng cho 4 bình phương thôi. Độ lớn của vector chỉ phương là 3. Vậy dưới này sẽ là căn của 3 bình cộng 2 bình cộng 2 bình các bạn nhé. Có dấu trừ nhưng mà bình phương lên nó cũng mắc nên chúng ta không quan tâm cho lắm. Lâu mới tính nên ta bấm chút xíu ha. Căn của trên này là 6 bình nè, cộng cho 13 bình nè, cộng cho 4 bình nè. Rồi anh em chia cho ở dưới này là căn của 9 cộng 4 cộng 4. Ok, căn 13 các bạn ha. Cũng đẹp ha. Căn 13 là cái này. Căn 13 là IH là khoảng cách từ đây tới đây. Đúng chưa? Mà nó nói cắt tại hai điểm AB mà AB bằng 2 căn 3. AB bằng 2 căn 3 thì HB bằng mấy các bạn? Bằng căn 3. Tại vì H là trung điểm, đường kính đi qua vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây cung đó ha. Vậy cuối cùng ta cần R là thằng này Pythagore một lần nữa là xong. Và R của anh là căn của thằng đó bình cộng thằng đó bình. Cần căn 13 bình lên sẽ là 13 nè, 3 bình lên sẽ là 3 nè. Vậy là còn căn 16. Đúng mọi người. Rồi căn 16. Vậy cái vế phải của chúng ta là R bình phương lên thì nó sẽ là 16. Đáp án của chúng ta trong 4 đáp án chỉ có câu D là R bằng 16 thôi.
được không? Câu 38. Cho anh một cái hình vuông OABC có cạnh là bằng 4, được chia thành 2 phần bởi 1 phần parabol và có đỉnh là O. S là hình phẳng mà cái phần không bị gạch các bạn ha, cái phần màu trắng này nè, hình vuông AOBC nè. Rồi tính thể tích của khối tròn xoay khi quay cái hình màu trắng này xung quanh cái trục của X. Được không? Có hai cách. Kiểu gì cách nào bạn cũng phải tìm được cái phương trình parabol này có phương trình là gì. Thì parabol này phương trình anh tìm trước ha. Parabol này hệ trục tọa độ như vậy thì anh cho nó đi qua điểm B có tọa độ là 44 đúng không? Và parabol này đi qua góc tọa độ. Cho nên là anh sẽ có phương trình y bằng 1 phần 4 x bình phương, rất dễ dàng. Được chưa? Còn không, các bạn mà chưa biết thì các bạn cứ y bằng ax bình phương cộng bx cộng c cũng được. Nhưng mà phương trình này là parabol đi qua góc tọa độ, cho nên cái phần này bằng 0, này bằng 0 hết rồi. Được chưa? Còn là y bằng ax bình phương thôi. Và chúng ta thế x bằng 4, y bằng 4 vô, chúng ta được là 1 phần 4 a, thì y sẽ bằng là 1 phần 4 x bình phương. Thì để mà tìm thể tích khi quay sang á, thì anh có phương trình parabol rồi. Anh tính tích phân chạy từ đây tới đây. Cái thằng nằm trên là cái đường này, thằng nằm dưới là đường này, đúng chưa? Tại vì ở đây nó nói là diện tích S của anh á, là cái hình phẳng mà không bị gạch. Chứ đừng có nhầm, đừng có thấy nó gạch vậy là tưởng là cái phần này ha. Vậy thử ha, tích phân của ông ta nó sẽ là bi. Thể tích của ông ta sẽ là bi nè. Tích phân chạy từ A tới B là chạy từ 0 cho tới 4. Ở trong này là bình phương đúng không? À, gx bình phương trừ cho fx bình phương là thằng này là y bằng 4, là cái đường nằm trên này các bạn này. Đường nằm trên là y bằng 4 này. Vậy là 4 bình phương nè. Trừ cho đường nằm dưới bình phương. Nằm dưới là 1 phần 4 x bình phương. Vậy là 1 phần 4, anh ghi là 1 phần 4 ha. X bình, đóng ngoặc lại bình lên lần nữa ha, bằng 256 phần 5 bi. Đó các bạn. Cho nên đáp án của anh là câu D. Các bạn hiểu là làm rất là nhanh. Ta cần là cần cái phần này nè. Được chưa? Bạn nhiều bạn thì đi tính cái diện tích thể tích của cái hình chữ nhật khi mà xoay quanh hình vuông xoay quanh, rồi bạn trừ cho phần này nữa. Nó rất là rối kèo, đúng không? Easy, tại sao chúng ta phải làm vậy khi cái này là đúng cái hình của chúng ta rồi. Đường nằm trên của chúng ta chính là đường y bằng 4 nè. Đường nằm dưới của chúng ta là đường này. Công thức thể tích của chúng ta thì tích phân từ A tới B, bi tích phân từ A tới B của F bình phương x trừ G bình phương x. Ở đây chúng ta biết được thằng nào nằm trên, thằng nào nằm dưới, cho nên chúng ta không cần bỏ triệt đối này vô làm gì nữa. Được không? Rồi, anh qua câu 39. Mọi người nhìn cái hình anh vẽ nhé. Cho chúng ta cái hình chốt XABC. ABC là cái hình tam giác căng mà có AB bằng BC bằng A, tức là cạnh này bằng A này, cạnh này bằng A và nó căng tại B các bạn ha. Căng tại B. Rồi, vuông luôn. Cạnh bên XA vuông góc với đáy XBA là bằng 60 độ, là góc này 60 độ cho rồi. Có nghĩa là bạn có thể tìm cạnh XA rất là dễ dàng. Gọi M là điểm nằm trên cạnh AC, sao cho vector AC bằng 2 lần vector CM. Thì có phải điểm M nó phải nằm về hướng này không các bạn? Đúng chưa? Điểm M nó phải nằm về hướng này. Đó. Để cho vector CA là hướng này bằng 2 lần vector CM cũng là hướng này, là cùng hướng. Và cái độ lớn thì AC gấp đôi lần CM. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng là đường thẳng HM và đường thẳng AB. HM là thằng này ha. Ồ. Thế chứ. Bạn ha, AB là thằng này. Đó, thì dễ dàng chúng ta nhận ra sao các bạn? Hai đường thẳng này nó chéo nhau. Mà tính khoảng cách giữa hai đường. Bài này bạn khó đặt hệ trục tọa độ lắm. Tại vì cái góc như thế này nó không có vuông tại đây. Đặt thì bạn phải vẽ ra đây. Thì hệ trục tọa độ nó hơi khó. Bài này chúng ta là cái bài ngày xưa đi thi ấy, thì dạng là bài khó đó. Nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có cách giải. Và nó đi thêm một cái luồng cách chúng ta giải quyết bài toán, nó có sẵn cái bước rồi. Cho nên các bạn làm theo thôi. Tại vì các đã điểm này nó nằm dưới đáy không? Cạnh này nằm dưới đáy. Thì các bạn để ý ha. Để mà tìm khoảng cách giữa AB và XM là hai đường thẳng chéo nhau, thì mình phải cố gắng mình đưa về khoảng cách giữa đường và mặt phẳng nào đó chứa thằng này và song song với lại mặt kia. Chứa thằng này và song song với thằng kia. Thì để như vậy á, thì trong mặt phẳng đáy này anh mới dựng một cái đường thẳng đi qua điểm M và song song với lại đường thẳng AB. Anh gọi D là đường thẳng đi qua M song song với AD ha. Tức là song song thì anh sẽ đi hướng như vậy. Đó.
hình dung cái đường thẳng anh vẽ này, đang vẽ dưới mặt phẳng đáy nha các bạn. Đường thẳng D là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Chính vì vậy cho nên khi mà anh kẻ từ A, chân đường cao á, xuất phát từ chân đường cao á, anh dựng súng các bạn, khoảng cách từ chân đường cao dựng súng một cái đường nào đó, thì các bạn để ý khi nó vuông góc vậy á, thì chúng ta có này, cái mặt phẳng S, M và cái chân đường cao tại đây tí anh kẻ, nó sẽ song song với đường thẳng AB. Có nghĩa là ban đầu anh cần tìm khoảng cách giữa AB và gì, và SM, nhưng mà anh không tìm được, anh phải tìm khoảng cách giữa AB và mặt phẳng SM gì đó, tí nữa anh vẽ. Để chi? Để khoảng cách từ AB tới SM bằng khoảng cách từ AB đến SM mặt phẳng, và SM này nó sẽ là song song với lại đường thẳng AB, đúng không? Cho nên ở trong mặt phẳng đáy anh dựng đường thẳng D đi qua M và song song với đường thẳng AB là như vậy. Rồi tiếp tục, trong mặt phẳng này anh mới gọi điểm K đi, là từ A anh dựng vuông góc xuống, anh dựng vuông góc xuống. Từ A đang vẽ trong mặt phẳng đáy thôi nha các bạn. Đó, anh dựng vuông góc trên đường thẳng D, anh gọi K là hình chiếu của A lên trên đường thẳng D. Sau đó anh nối SK lại. Đó, thì bây giờ mặt phẳng SKM chính là mặt phẳng mà chúng ta đang nói tới. SMK. Rồi khoảng cách từ đây tới đây sẽ bằng khoảng cách từ AB tới mặt phẳng SMK, tại vì mặt phẳng này nó chứa đường thẳng SM và nó song song với đường thẳng AB, được chưa? AB nè, song song với mặt phẳng SKM nè. Được chưa? Suy ra khoảng cách giữa AB và đường SM sẽ bằng khoảng cách giữa AB và mặt phẳng SMK, mà hai cái thằng này song song với nhau, cho nên cái khoảng cách của chúng ta nó sẽ bằng cái khoảng cách gì các bạn? Từ điểm A là chân đường cao tới mặt phẳng SMK. Tại vì kiểu gì các bạn cũng phải quy về khoảng cách từ chân đường cao thì bạn mới tính được. Cho nên từ chân đường cao anh mới hạ vuông góc xuống đây. Được chưa? Tiếp tục làm gì nữa các bạn nhớ không? À, từ cái chân đường cao chúng ta dựng AK, AH đi, bây giờ là AH đi, vuông góc với lại SK, anh gọi đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Trong mặt phẳng SAK anh dựng AH. Đó, vuông góc với lại SK, và AH chính là cái khoảng cách chúng ta cần tìm đó. Khoảng cách chúng ta cần tìm ban đầu chúng ta quy về khoảng cách giữa AB và mặt phẳng này, sau đó chúng ta quy về khoảng cách giữa AB, giữa điểm A tới mặt phẳng này, và nó chính là bằng AH. Vẽ ra không cần chứng minh nữa đâu. Còn chứng minh thì anh sẽ nói cho các bạn rất dễ dàng, nhưng mà điều thi trắc nghiệm chúng ta chỉ cần vẽ ta biết và chúng ta tính thôi. Ha, tại vì chúng ta thấy sao? AK của anh vuông góc với đường thẳng D, đúng chưa? AK vuông góc với đường thẳng D tức là đường thẳng MK đó, MK vuông góc với AK do ta kẻ. MK nó nằm dưới đáy vậy nên nó cũng vuông góc với XA ha. MK này vuông góc với XA này, do XA là đường cao, MK nằm dưới đáy. MK nó vuông góc với lại AK do chúng ta kẻ. Từ hai cái dữ kiện này anh suy ra được MK nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAK. Mà nó vuông góc với XAK thì nó sẽ vuông góc với gì các bạn? À, suy ra MK của anh sẽ vuông góc luôn với cạnh AH. Được chưa? Vì AH nó nằm trong SAK. Mặt khác chúng ta là kẻ AH nó vuông góc với thằng nào? Với thằng SK. Cho nên từ hai dữ kiện này các bạn suy ra AH nó vuông góc với mặt phẳng SKM không? Hay nói cách khác, AH chính là khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng SKM, mà nó chính là khoảng cách giữa hai đường này đây. Được chưa? Đó là giải thích cho các bạn hiểu thôi, còn đi thi không có chứng minh làm gì ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta tìm. Để tìm thì các bạn có công thức cơ bản 1 chia cho AH bình phương sẽ bằng 1 chia cho AK bình phương cộng 1 chia cho XA bình phương. XA chúng ta tính được trong tam giác XAB, các bạn dễ dàng góc này là 60 độ này. Tính tan ha, tan 60 độ, tan 60 độ là căn 3 anh viết luôn. Căn 3 là bằng cạnh XA mà chia cho cạnh AB. Vậy các bạn suy ra được cạnh XA của anh là bằng AB là A căn 3. Được chưa? Bây giờ cạnh AK làm sao các bạn tính đây? À, chúng ta phải nhìn vô hình phẳng để chúng ta tính AK làm sao cho nó được đây nè. Thì có một cái dữ kiện mà lúc nãy giờ các bạn chưa có xài, đó là gì? À, cái tỷ lệ vị trí của điểm M nó rất đặc biệt chứ không phải tự nhiên đâu. Điểm M nằm trên cạnh AC sao cho vector AC bằng 2 lần vector CM. Cho nên chúng ta phải bám vào cái tam giác AKM ha. AKM này nó vuông tại đâu? Nó vuông tại K do chúng ta kẻ, để chúng ta tìm cái cạnh AK này. Nhớ, để mà giải thích được những cái bài về hình học như thế này thì chúng ta phải đưa nó vào trong những cái hình đặc biệt, hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn vân vân, hình phẳng mà. Vậy AK bây giờ các bạn coi thử chúng ta giải quyết như thế nào các bạn, làm sao để chúng ta tìm AK. Thì ví dụ như ý tưởng của anh ha, tam giác ABC của anh là vuông căn tại tại B, vậy góc này là 45 độ đúng không? 45 độ. Góc này 45 độ thì
do chúng ta kẻ đường thẳng D này nó song song với cạnh AB, cho nên nó sẽ so lại trong với góc này, đúng không các bạn? Hay nói góc khác là góc này cũng 45 độ, đúng không? Góc này 45 độ rồi, các bạn làm gì? À, trong tâm giác vuông này các bạn xài dùng gì hà? Dùng sin lấy đối chiều hiền đi. À, sin 45 độ. Đó, chỗ này bằng đối là cạnh AK của các bạn đang tìm. Chia cạnh hiền có thể là cạnh AM không? Mà cạnh AM thì nó bằng bao nhiêu lần AC các bạn? AM của anh có phải là bằng cạnh này là 3/2 lần AC không? Đúng không? Về độ lớn á thì AM là 3 phần, còn AC là 2 phần, do AC bằng 2 phần CM. Đúng chưa? Mà AC thì chúng ta dùng Pythagore, nó bằng bao nhiêu các bạn? À, cạnh này là A căn 2, do tam giác của chúng ta nó có cạnh này căn 2, cạnh này căn 2. Vậy là 3/2 A căn 2. Được chưa? Có thằng này 3/2 A căn 2 rồi. Ở chỗ này là 3/2 A căn 2 này. Anh sẽ suy ra AK của anh nè. Được không? Anh nhân cái này qua, sin 45 độ là hình như căn 2 chia 2 đúng không? Anh cũng không nhớ lắm á. Đó, sin 45 tức là pi chia 4 các bạn ha. Hình như là căn 2 chia 2. Ok. Căn 2 chia 2 thì chúng ta suy ra AK được không? Căn 2 chia 2 nhân cái thằng này qua là nhân cho 3/2 lần A căn 2. Căn 2 với căn 2 này bình lên là ra 2, nó triệt tiêu với số 2 này đi. Vậy cuối cùng lại 3/2 A. Đúng không? Ra AK cuối cùng ra là 3/2 A vậy thôi. Vậy chỗ này có, có thằng này là 3/2 A rồi nè. Vậy bình phương lên nó sẽ là 3/2 A tất cả bình nè, 1 nè, chia cho XA. XA chính là bằng A căn 3. Vậy là A căn 3 tất cả bình nè. Rồi lấy máy tính ra, ta bấm làm ta ra đáp án thôi. Được chưa? 1 mà chia cho thằng này 3.2 là 1.5 đó. 3 chia 2 1.5 bình lên đó. Cộng 1 mà chia dưới này là căn 3 bình phương lên là 3. Vậy thôi. Bằng, vậy chúng ta lấy nghịch đảo lên các bạn, là 1 chia cái answer ha. Bằng, chúng ta lấy căn một lần nữa, answer bằng 3 căn 7 chia 7 ha. Tức là 3A căn 7 chia 7. Mình suy ra AH của anh, 3A căn 7 chia 7. Ok chưa? Đáp án đâu rồi? À, đáp án câu D nè. Câu này nó không có khó. Ngày xưa thì nó khó, nhưng bây giờ thì làm riết rồi nó quen. Và cái phương pháp nó không thay đổi gì hết. Ta kẻ không cần chứng minh lại. Ở đây anh chỉ chứng minh để mọi người hiểu thôi. Bạn vô các bạn kẻ được rồi, là các bạn chỉ cần tính cái cạnh AK này, là bạn ráp vô bạn tính được cái khoảng cách rồi. Ok nhé. Bạn nhìn thấy anh trình bày nó dài dòng, nhưng mà đó là cái cách trình bày để cho mọi người hiểu thôi. Còn khi vô thi thì mọi người đừng có làm dài dòng như vậy. Anh cũng có hướng dẫn rất cụ thể rồi. Câu 40 cho chúng ta cái phương trình logic như vậy. Có hai nghiệm là A và A chia B. Với A phần B là phân số tối giản, giá trị của B là bằng bao nhiêu? Điều kiện thằng này giải sao các bạn? Điều kiện các bạn giải phương trình này là thằng này phải lớn hơn 0. 2x trừ 1 lớn hơn 0 thì có phải là x phải liên lớn hơn 1/2 không? Và tất nhiên điều kiện dưới này phải khác 0 nữa, kèm theo là x phải khác mấy? Khác 1 nữa, để cái logic nó có nghiệm. Hai cái đó bằng nhau các bạn sẽ tương đương gì các bạn? Bằng tách ra. Cái logic của thương thì các bạn sẽ tách ra nè, là bằng logic cơ số 3 của gì? 2x trừ 1. À, cái thằng này là trừ cho thằng này bình phương ha, anh quăng xuống là ngồi, vì anh đặt là x nó là lớn hơn 1/2, cho nên x trừ 1 nó, các bạn để ý ha, cái phần này nó lớn không rồi. Vậy ở đây em sẽ quăng xuống là logic cơ số 2. À, như vậy thì các bạn sẽ không được. Để coi, anh đang xem xét để chuyển vế qua sắc hàm. Bài này các bạn phải sắc hàm rồi. Tại vì bên này các bạn để ý nó là một cái logic, đúng chưa? Mà bên này nó không có logic. Bên này là một cái phương trình đa thức, tức là cái dạng hàm nó khác nhau. Các bạn hình dung không? Dạng hàm nó khác nhau, cho nên chúng ta cũng không thể nào giải đưa về phương trình logic được. Thì kiểu này chắc chắn chúng ta phải dùng phương pháp hàm số để chúng ta giải bài toán này. Được chưa? Vậy phương pháp hàm số chúng ta giải như thế nào? Anh sẽ biến đổi chút xíu để anh xài cái hàm đặc trưng các bạn ha. Bên này logic cơ số 3 của 2x trừ 1 anh giữ lại. Còn cái này sẽ là trừ cho logic cơ số 3 của thằng đó, anh chuyển qua bên này, chuyển qua bên phải. Nó sẽ là logic cơ số 3 của x trừ 1 tất cả bình phương, đúng không? Trừ 1 tất cả bình phương, bỏ ra là dấu trừ nằm bên trái, nhưng mà chuyển qua bên phải là dấu cộng. Được không mọi người? Rồi, tiếp tục cái thằng này á, nhìn anh biến đổi nè. Cộng cho, mình phải tách cái đa thức này ra ha, tách cái đa thức này ra để đưa về dạng hàm đặc trưng. Đây là logic cơ số 3 của 2x trừ 1, cho nên mệnh dạng chỗ này anh sẽ đặt nó là 2x trừ 1.
Rồi, anh lấy đi 2x trừ 1 từ bên này qua thì bên này sẽ còn lại gì các bạn? À, còn lại chỗ này là 3 lần x bình nè. Lấy 2x trừ 1 thì các bạn còn lại trên này sẽ là, coi là bao nhiêu đây? Các bạn để ý nè, anh gom chỗ này cho nó dễ nhìn. Tại vì ở đây của ta là x trừ 1 tất cả bình, cho nên chỗ này các bạn phải đưa về cái hằng đẳng thức là x trừ 1 tất cả bình, đúng không? Vậy anh đặt cái số 3 này ra ngoài nhân tử chung nè. Trong này anh sẽ đưa về hằng đẳng thức, nó sẽ là x trừ x bình trừ 2 lần x nè cộng 1 nè. Để tí nữa là x trừ 1 tất cả bình, đúng không? Rồi, vậy nó còn dư lại bao nhiêu chỗ này? Còn dư lại chỗ này sẽ là nhân vô là 3x bình nè, nhân vô là trừ 6x. Trừ 6x, đúng không? Mà ở đây anh có trừ 8x, vậy anh phải trừ 2x nữa mới đủ trừ 8x, đúng không? Ở đây là nhân vô là cộng 3, nhưng mà ở đây là cộng 5, tức là anh phải cộng mấy nữa? À, anh cộng cho 2 nữa thì mới ra là cộng 5. Cái số đúng là như vậy, đúng không? Sau đó cái trừ 2x này anh chuyển qua bên này. À, anh chuyển qua bên này là 2x. Số 2 này anh chuyển bước qua 1 đi. À, thì bên này do nó cần là 2x trừ 1, cho nên khi anh chuyển qua đây trừ 1 thì anh phải thêm vô đây là cộng 1 để nó mất. Hay cách nói cách khác, anh chuyển qua đây là trừ 1 nữa, vậy trừ 1 chỗ này nữa, vậy chỗ này còn lại là cộng 1, đúng chưa? Đúng các bạn, anh xóa cái này đi. Đó, các bạn coi đủ chưa nè. Đây là logic cơ số 3 của 2x trừ 1 nè, anh tách nó ra nè. À, vì nó là logic cơ số 3 của 2x trừ 1 để xài hàm đặc trưng, cho nên anh phải cho mạnh dạng anh thêm ở đây 2x trừ 1. Bây này thì anh có ban đầu là 3x bình phương trừ 8x cộng 5. Bây giờ anh đây là chuyển cái vế ở dưới mẫu này, theo khi tách là dấu trừ bên này thì anh chuyển qua bên đây là logic cơ số 3 của x trừ 1 tất cả bình phương, đúng không? Rồi, phải cộng cho thằng này số 3 anh đặt ra ngoài, thì ở đây có dạng x trừ 1 tất cả bình phương thì anh phải đưa nó về hằng đẳng thức là x bình trừ 2x cộng 1, là tách cái này ra này. Thì cái tách ra vậy á thì này sẽ là nhân vô là 3x bình, đúng không? Thằng này là 3x bình đủ, nhân vô là trừ trừ 2x, nhân với 3 là trừ 6x, mà ở đây có trừ 8 là các bạn phải trừ 2x, đúng rồi, các bạn phải trừ 2x ở đây nữa, đúng không? Trừ 2x ở đây nữa, đúng không? Nhưng mà dư trừ 2x anh quăng qua đây là cộng 2x rồi này. Tiếp tục số 3 này nhân vô đây là mấy? À, nhân vô đây là 3, đúng không? 3 mà ở đây có 5 thì các bạn có phải là các bạn còn dư 2 chỗ này không? Dư 2 nhưng mà bên này đang cần là trừ 1, cho nên anh phải chuyển qua đây trừ 1, và ở đây là cộng mấy? Cộng 1. Để số 1, số trừ 1 các bạn quăng qua đây thì thành là 1, 1 cộng 1 thì mới ra 2. Được không? Rồi, vậy bây giờ anh để ý, anh biến đổi đi chút xíu. Bên vế trái của mình thì ok rồi, nhưng mà bên vế phải nó chưa ok. Logic cơ số 3 mà ở đây có dạng là 3 nhân x trừ 1 tất cả bình, đúng không? Vậy chỗ này logic cơ số 1, số 1 này anh biến đổi thành logic cơ số 3 của 3 được không? Sau đó anh đi gom với cái đầu tiên này. Vậy có phải là số 3 anh đưa vô trong? Đó, x trừ 1 tất cả bình không? Số 3 này đâu ra? Là từ số 1 này, logic cơ số 3 của 3 là bằng 1, anh gom với lại thằng này thì nó ra đây. Còn lại 3 lần thằng này có phải là x trừ 1 tất cả bình không? Vậy đúng dạng chưa? À, đúng cái u chưa? Bài này đúng cái u chưa? Đó, cho nên chúng ta sẽ xét cái hàm FT của anh có dạng là gì? Logic cơ số 3 của T cộng cho T. Đó, là xong. Và hàm này kiểu gì chúng ta khảo sát nó cũng ra là đơn điệu, chứ không thể nào mà nó có cực trị được. Và khi các bạn đạo hàm đó, các bạn dễ dàng thấy đây là hàm logic cơ số 3 là cơ số dương rồi. Vậy F phải T của anh á thì sẽ bằng 1 chia cho T, đúng không? Là U phải chia U nhân log ne 3 của A là 3 cộng cho 1. Cái này là luôn luôn dương chưa? À, vì T chúng ta dương, với mọi T chúng ta lớn hơn 0. Được chưa các bạn? Tại vì T của anh là bằng cái trong logic, cho nên nó là dương rồi. Hồi nãy chúng ta đặt điều kiện rồi, cho nên là với T dương thì cái này sẽ dương. Tức là hàm số của anh nó đơn điệu, cho nên anh suy ra ngay được cái biến bên này bằng biến bên kia. Tức là cái cụm này là 2x trừ 1, nó sẽ bằng cái cụm này là nhiêu? Là x trừ tất cả bình nhân số 3 này. Được không? U bằng V đó, FU mà bằng FV thì U bằng V ha. Hàm đặc trưng anh có nói rồi ha. Tại vì một thằng luôn luôn đồng biến đi lên vậy, một thằng cũng luôn luôn đồng biến đi lên vậy, thì nếu nó cắt nhau thì nó chỉ cắt nhau tại một điểm thôi. À, hai cái này bằng nhau thì nó ra phương trình bậc 2 rồi. Vậy các bạn ra sẽ là 3x bình phương, à, thằng này nhân qua là trừ 2x, nhân qua là trừ 6x ha. Trừ 6x, à, bên này chuyển qua nó là trừ 8x ha. Đúng chưa? Còn cái số còn lại là cộng 4 bằng 0. Ở đây chúng ta bấm máy tính thôi. 1, 5, 3 thì anh sẽ có là 3 nè, trừ 8 nè, 4 nè,
đó, một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng 2 phần 3 đó, y chang cái đề bài nó nói nãy đó, một nghiệm bằng A, một nghiệm bằng A chia B đó, một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng 2 phần 3, vậy B của mình là bằng 3 các bạn ha. Đúng chưa? B của anh là bằng 3. Nhìn vô chúng ta phải biết phân tích là ta thấy cái dạng phương trình mà nó có nhiều cái dạng hàm. Một bên nhé là hàm đa thức, bên hàm logic, có nhiều dạng nó còn cho hàm mũ vô nữa các bạn ha. Thì chúng ta cố gắng biến đổi để tìm hàm đặc trưng. Được chưa? Chứ còn kiểu này chúng ta không có giải được, không thể nào mà đưa về cùng cơ số hay là đưa về logic hoặc là đa thức được hết. Mà chúng ta tìm hàm đặc trưng. Hàm đặc trưng thì nó khó ở các bạn chỗ này, là các bạn biến đổi để các bạn tìm cái hàm đặc trưng cho nó đúng. Tại sao nó phải làm vậy các bạn? Tại để các bạn khỏi cần thế đáp án á, bạn lấy đáp án bằng thế vô á. Tại số 3 này chỉ là cái B nằm bên dưới thôi, để cho các bạn tránh cái trường hợp thế đáp án được chưa? Rồi các bạn mà có thắc mắc nào thì các bạn cứ hỏi comment bên dưới cho anh ha. Anh sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cặp bài này thì nó hơi khó cho mọi người đúng không? Ok, ta giải luôn câu 41 coi. Rồi, cho chúng ta cái hàm số fx có bảng biến thiên sắc dấu như vậy. Có f phẩy rồi đúng không? Bây giờ trong cái khoảng từ 0 tới 2 là của x thì gx là bằng fu, thì nó sẽ đồng biến cho khoảng đó có bao nhiêu giá trị nguyên của m. Thì các bạn dạng này là dễ thôi ha, chúng ta g phẩy ra thì chúng ta thấy f phẩy u thì đạo hàm sẽ là f phẩy của u nhân u phẩy, mà u phẩy chúng ta là bằng 1 rồi cho nên nó chỉ là f phẩy u thôi. Cho chúng ta là f phẩy x mà chúng ta có là có f phẩy u, và chúng ta coi cái miền giá trị, nếu anh đặt u là bằng x cộng m đi, thì thằng này nó trở thành là f phẩy u đúng không? Thì chúng ta phải coi cái miền giá trị của u nó chạy từ đâu. À, x của anh đang chạy từ 0 đến 2 thì u của anh sẽ chạy từ đâu các bạn? Anh thế vô 0 thì vô đây sẽ là 0 ha, x cộng m chứ ha. Đây các bạn ha, miền giá trị của anh sẽ chạy từ x cộng m này, anh viết ở đây luôn cho dễ hình dung này. Cái u của anh chính là x cộng m đó, x cộng m của anh phải nhỏ hơn m cộng 2 đúng không, và đầu này anh cộng m vô nữa là lớn hơn m. Nhớ là khi mình chuyển qua cái miền giá trị khác, biến khác, thì mình phải coi cái miền giá trị của biến đó, được chưa? Và mình theo cái miền giá trị của biến đó, mình xét x thì mình coi x, đề bài luôn luôn hỏi x, được chưa? Nó cho x nhưng mà nó hỏi là nó hỏi u, cho nên cái miền giá trị của u là mình phải tính theo nè. Vì x nó chạy từ 0 tới 2 cho nên x cộng m đầu này các bạn phải cộng thêm m nè, đầu này các bạn phải cộng thêm m nè, được chưa? Từ 0 tới 2 các bạn dễ dàng thấy nè, 0 là nằm đâu đây nè, 2 là nằm đâu đây nè, là nó nằm trong cái miền này, là hàm số của anh luôn luôn dương, f phải luôn luôn dương, tức là hàm số luôn đồng biến, cho nên nó không có cực trị ở đây đâu, cho nên cái miền giá trị như thế này là đúng rồi, không có sai đâu sợ. Vậy khi đó cái hàm này đồng biến thì khoảng từ 0 tới 2 thì điều gì xảy ra các bạn? Là chúng ta có cái miền giá trị của u rồi, thì các bạn chỉ cần cho cái u này là được rồi thôi, cái gì nữa? Cho cái u này nằm trong đó là gì được rồi. Vậy anh sẽ có gì đây? M của anh là cái đầu này phải lớn hơn bằng mấy? Lớn hơn bằng -1 nè. Tại đây là -1 nè, đồng biến là nó nằm đây nè, đồng biến là nó dương, các bạn nhìn lên mặt biến thiên nè. Và nhỏ hơn m cộng 2 là cái đầu kia ha. Đầu kia thì nó phải nhỏ hơn bằng 3. Đúng không? Nhỏ hơn bằng 3. Nhìn như bảng biến thiên nè, đồng biến là đây với đây thôi. Được chưa? Chúng ta giải ra. Ở đây dễ dàng chúng ta chuyển qua, m của chúng ta sẽ nhỏ hơn bằng 1, lớn hơn hoặc bằng -1. Đúng chưa? Chúng ta có hai điều kiện, cái này anh gộp lại luôn hai cái điều kiện ha. Điều kiện thứ nhất là cái cặn bên này nè, là m của anh phải lớn hơn bằng -1. Còn điều kiện thứ hai là cái cặn bên này nó lớn hơn là m cộng 2 thì nó phải nhỏ hơn bằng 3, để cho nó nằm vô trong cái khoảng đó thì nó mới đồng biến và nghịch biến. Được chưa? Vậy có bao nhiêu giá trị nguyên các bạn? Mình có 3 giá trị nguyên là -1, 0 và 1. Vậy thôi. Suy nghĩ cho nó đơn giản là tí xíu thì chúng ta giải bài toán rất là nhanh. Đừng có ghép trục ghép tiết gì bài này hết ha. Đang còn là câu A. Mọi người thắc mắc nào mọi người cứ hỏi. Ok, anh qua câu tiếp theo, câu 42, giải luôn câu 42 đi. Thì anh thấy câu 42 nó cũng cực trị ối chi giấy, cho nên là giải luôn. Rồi, đáp án ở dưới là diện tích nhân nhất của tam giác này. Cho chúng ta hai điểm cho đường thẳng. Điểm M là thuộc đường thẳng này. Tìm giá trị nhỏ nhất của cái diện tích. Cái này chẳng qua là đại số chứ cũng không phải hình học đâu các bạn ha. Điểm M thuộc đường thẳng, chúng ta sẽ cho M theo gì các bạn?
theo biến của cái này. Này này thì t thì anh đổi thành a đi ha, 5 trừ 4 a, 2 cộng 2 a và 4 cộng a. Thì vì anh nói là anh để t anh viết nó giống dấu cộng quá. Sau đó các bạn coi sao diện tích tam giác, thì các bạn trong OX giác diện tích không giác các bạn có công thức gì? 1 phần 2 à, độ lớn của cái tích có hướng giữa hai vector là AM và BM, đúng không? Chẳng qua là bây giờ nó dính cái ẩn thì chúng ta tính hơi khó tí xíu thôi. Và anh phải tính vector AM ra. AM các bạn lấy M trừ A, M là theo ẩn A nhỏ nè, A các bạn có rồi nè. Vậy AM vector anh sẽ là 4 trừ cho 4A đúng không? Trừ sao, à, trừ này các bạn trừ 1 nữa là 5 trừ 1 là 4 nè. 2 này trừ cho 4 nữa là trừ 2. À 2A đi, trừ 2. Được chưa? Này sẽ là A cộng 2. Rồi AB vector các bạn lấy, lấy B trừ A. AB vector thì dễ rồi, BM chứ, sorry các bạn, anh nhầm. Chúng ta lấy chung một cái góc nha các bạn, lấy chung một cái góc cho nó dễ. AM với BM, anh lấy chung cái góc M rồi, anh tính vector BM ha. BM vector ra sẽ là 6 trừ 4 A 2 A A, đúng chưa? Lấy M trừ B. Bây giờ chúng ta tính tích có hướng này, AM BM. Rồi che cột này, lấy thằng này nhân này trừ này nhân này, 2A bình à, 2A nhân A là 2A bình, 2A nhân A, 2A bình nó mất cái A bình rồi. Vậy còn cái này A trừ 2A, A nữa là trừ 6A đúng không? Trừ 4A trừ 6A. Cái thằng này nhân các bạn sẽ A bình nó sẽ mất hết à. Che cột này lại, lấy thằng này nhân này trừ này nhân này, mất A bình luôn. À A bình nó cũng mất luôn này. Vậy sẽ là 12 trừ cho 6A đúng không? Tiếp tục che cột cuối thì nhân ngược lại, này 2 nhân 4 là 8. Được chưa? Thằng này nhân này cũng mất luôn, A 4 là 4A, 4A nó cũng mất luôn. Vậy nó còn là 12 trừ cho 12A. Bạn nhẩm lại chút xíu nha. Trừ 6A, 12 trừ 6A và 12 trừ 12A. Ok, anh tính được rồi, thì anh thế diện tích tam giác vô thôi. 1 phần 2 S của anh sẽ bằng 1 phần 2. Độ lớn thì chúng ta lấy căn đúng không các bạn? Căn của từng cái bình lên thì 6A bình, khai triển hàm lượng thức này ra luôn ha. Anh đặt 6 ra ngoài nhân tử chung nè. 6 ra thì thằng này sẽ còn lại 2 trừ cho A nè. Đặt 6 ra ngoài, thằng này đặt 6 ra ngoài thì trong này còn lại là 12. Thì còn lại 2 trừ 2A. Để chi? Với số 6 này anh đặt ra ngoài làm nhân tử chung luôn. Được chưa mọi người? Thì trong này nó bình lên thì 6 bình là 36, anh đặt 36 làm nhân tử chung. À, trong này anh sẽ còn lại 6A bình trừ cho 12A cộng 8. Đó, nó còn gọn vậy thôi. Rồi căn 36 chính là bằng 6, 6 chia 2 được 3. Còn cái này nó ra cái dạng này các bạn làm gì? Làm hàm lượng thức hoặc là các bạn khảo sát hàm số cũng được, không gì hết. Hàm lượng thức thì anh đặt số 6 ra ngoài làm nhân tử chung đi. À, có hai cách ha. Cách thứ nhất là khảo sát hàm số cái hàm này. À thôi, khảo sát hàm số cũng được. Kiểu nào cũng được. Đặt cái này là hàm FA nè. Ta khảo sát ta đạo hàm F phẩy ha. Rồi, đang tìm giá trị nhỏ nhất mà. F phẩy thì bạn sẽ bằng bao nhiêu? 12A trừ 12. Dễ dàng không? Và F phẩy mà bằng 0 á, F phẩy A bằng 0 á thì các bạn sẽ được gì? A bằng 1. Vậy cái hàm của anh trái trái phải cùng, bên trái trái giáo với A, đây là 1 nè. Bên trái là bằng dấu âm, bên phải bằng dấu dương, hàm số đi xuống vậy nè, đi lên vậy nè. Vậy nhỏ nhất có phải là tại 1 không? F tại 1 không? F tại 1 thế vào đây. 1 thế vào đây là 6 trừ cho 12 cộng 8. 6 với 8 là ra 14 trừ 12 ha, là được 2. Và chỗ này là bằng 2. Nhỏ nhất là bằng 2 và chỗ này sẽ là 36. Chỗ này còn lại 2 thôi ha. Vậy là 3 căn 2 đó mọi người. Được chưa? Và đáp án nhỏ nhất của anh là 3 căn 2 đó, có không? Đó, câu C đó. Được chưa? Dễ dàng ha. Khảo sát hàm số cũng được hoặc là tách phương trình cũng được, tách dùng cái hàm lượng thức để các bạn tách phương trình cũng được. Chúng ta ra một cái diện tích hoàn toàn theo một biến, tức là chúng ta đưa về hàm số, khảo sát hàm số bình thường thôi. Thì nó nhỏ nhất khi nào, lớn nhất khi nào thì chúng ta khảo sát nó ra là sao? Được chưa? Ok, từ câu 43 trở đi cho đến câu 50 thì anh sẽ giải trong video tiếp theo để giúp các bạn như này có đáp án sẵn rồi ha. Những câu còn lại nó cũng không có quá khó, hy vọng là các bạn có thể
làm được ít nhất là đến câu 40 để chúng ta cố gắng ta lấy 8 điểm, rồi chúng ta sau đó chúng ta dành thời gian, phân bổ thời gian để chúng ta làm những câu tiếp theo. Hôm nào anh sẽ chia sẻ các bạn chiến thuật mà ta làm bài như thế nào cho hiệu quả để vào thi chúng ta có cái ok hơn ha. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay, bổ ích thì các bạn có thể truy cập vào trong kênh YouTube Kênh Học Toán VN để các bạn xem những cái video mới, những cái video giải đề của anh. Mọi bất cứ thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới video, anh sẽ có thời gian, anh sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.